một số người mình không thể mơ ước, ngay lập tức người ta chào đón mình như một người bạn. Chị thường hay đặt tâm lý mơ ước như một người lạ thôi. Tại vì đôi khi người lạ và những kết mối nó tinh khôi ban đầu á, nó sẽ cho em bớt áp lực hơn là em đang nói chuyện với bạn của em. Vì nếu em coi họ là người bạn á, thì chị e rằng là em quên mất tôn ti trật tự. Đó có thể là một người lạ chưa sẵn sàng chào đón em đến với thế giới của họ và mối quan hệ của họ. Đó có thể là một người rất khắt khe và không muốn ai quá suồng sã và thân mật với mình, như kiểu đã quen tôi lâu rồi. Vậy thì thế giới của người ta nó đa dạng như vậy, làm sao mình dám mơ mình làm bạn với họ chứ? Và thường những người lạ thường trò chuyện với nhau rất thú vị. Họ không có phán xét, họ không có đem cái kinh nghiệm cá nhân họ, những cái hiểu biết của họ về cái thế giới của người này mà họ tìm được trên mạng ấy, hoặc là qua một vài lần gặp ít ỏi mà cho rằng chúng ta là bạn. Cái từ bạn đối với chị nó sâu sắc, nó quan trọng và nó cần phải nâng niu hơn rất là nhiều. Nó giống như từ tri kỷ đó em. Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Ba Chấm Podcast, chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân. Đầu host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Ba Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ Làm Podcast Không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast. Ngày hôm nay chúng ta đón chào một vị khách mời vô cùng đặc biệt, người mà ngay từ những phút giây đầu tiên khi mà mình nghe chị ấy cất giọng đã vô cùng say đắm. Vâng, em xin được chào mừng MC Content Creator, chị Liêu Hà Trinh đến với Ba Chấm Podcast ạ. Xin chào Nam, xin chào Ba Chấm Podcast. Chị rất hân hạnh khi được tham gia cùng mọi người trong buổi trò chuyện này. Tuy là chỉ nghe bằng âm thanh thôi, nhưng mà hy vọng ngày hôm nay á, qua cái sự thách đãi lỗ tai này á, thì mình cũng có thể nhận được nhiều thông tin là một. Hai tụi mình hiểu nhau hơn, khán giả hiểu mình hơn, và mình cũng hiểu thêm về những cái va chạm ở ngoài kia để mình mở rộng cái thế giới quan bên trong mình, phải không Nam? Thời điểm mình đang thu âm này thì chị đã sắp sinh em bé rồi đúng không ạ? Vâng. Thì không biết là sức khỏe của chị tình hình đang như thế nào ạ? Trộm vía thì chị vẫn ổn. 5 tuần nữa thì có thể chị sẽ chào đón Luca ra đời. Vào giữa tháng 6 là thời gian mùa hè, mùa trò nâu đẹp nhất ấy, thì là chị cũng đón thêm một thành viên cho gia đình mình nữa. Cũng như bao người phụ nữ khác thì bây giờ chị đang có một cái bụng rất là to, rất là chật chội, vì em bé nó đang được 2kg mấy rồi và nó đạp liên tục. Thì có thể là khán giả cũng sẽ cảm nhận được điều đó qua cái giọng nói của chị, nó không có êm trôi như là mọi ngày. Em có xem story chị đăng thấy rất là dễ thương. Để nói là em đã chờ cái ngày mà được thu âm trò chuyện cùng chị rất rất là lâu rồi. Cảm ơn. Nhưng mà không biết là tâm trạng hiện tại của chị thế nào? Em thì run cộng. Chị không run, tại vì chị làm việc này hầu như là mỗi tuần, mỗi tháng. Lúc trước chưa có em bé thì làm mỗi ngày. Nên việc trò chuyện, việc diễn ngôn và nói thật suy nghĩ của mình á, không có làm khó chị được. Làm nào để em cũng được như chị nhỉ? Từ từ cũng quen thôi. Mỗi người đều có một cái điều khiến họ cảm thấy an toàn và thoải mái. Đối với chị là trò chuyện khiến chị cảm thấy an toàn. Thông thường thì chị sẽ thuộc tiếp người chuẩn bị kỹ càng, chu toàn kịch bản từ trước, hay là sẽ phiêu lưu tự nhiên theo mạch câu chuyện? Em đoán xem. Em đoán với những gì chị nói với em ấy, chị sẽ để tự nhiên. Với một phần diễn thuyết thì mình cần có một cái khung xương, một cái phần thuyết trình ở trên lớp để ghi điểm. Mình cũng cần biết trước mình phải nói những gì. Nhưng nếu đó là một buổi trò chuyện á, đi cà phê với bạn, hay là hai người ngủ rượu với nhau á, em có nghĩ là mình nên chuẩn bị kịch bản không? Em nghĩ là không. Đối với chị cũng vậy. Nhưng mà nếu như mà không chuẩn bị trước kịch bản, làm thế nào để trong cái buổi thu âm đó mình có thể trò chuyện, ứng biến để tạo các mạch cảm xúc sâu sắc về khách mời của mình và chính câu chuyện của họ? Cái thứ kịch bản mà chúng ta đang nói là một cái khung xương, nơi đó cả hai biết chắc chắn những thứ họ cần biết. Ví dụ như là thời lượng của buổi trò chuyện là bao nhiêu, mà thời lượng khán giả sẽ tiếp cận thật sự ở trên sóng là bao nhiêu, và cái khung nội dung đó nó nằm trong chương trình, nó có mood and tone như thế nào, nó có cái năng lượng ra sao, nó cần hướng đến mục đích gì. Chị chắc chắn là khi Ba Chấm là một cái podcast, tụi em cũng đã viết ra từng gạch đầu dòng rất chi tiết và rất rõ về những điều này. Nên bản thân chị chị cũng rất là đồng cảm đến cái sự chuyên nghiệp này. Nhưng mà còn để khách mời nói gì, họ không thể viết vào trong cái khung kế bên MC hỏi và khách mời trả lời, thì mình phải viết lại toàn bộ những gì mà mình sẽ nói. Như thế là một cái diễn thuyết tập sự nó không có được tự nhiên và mạch lạc. Em đã xem rất là nhiều những cái chương trình chị là MC rồi, đặc biệt là cái show Ngồi Xuống Uống Trà, một trong những cái show mà em rất là thích, có thể nói là cảm được nhiều nhất. Trong show này em nhớ là có 2 tập chị trò chuyện cùng 2 nghệ sĩ là anh Hoàng Triever và anh Danbo. Thì em đã xem lại rất là nhiều lần 2 tập đó và thấy thật sự là nể phục cách chị dẫn dắt, khơi gợi câu chuyện với khách mời. Vậy thì làm thế nào để chị có thể tạo ra được cái lực kéo đó với khách mời? Chị không nghĩ là mình đã làm tốt cái điều đó đâu. Những năm tháng chị làm Ngồi Xuống Uống Trà với Breaking Life, lúc đó là kênh 14 tổ chức. Yes. Chị có rất là nhiều kỷ niệm đẹp, rất nhiều những người bạn mới, nhiều cái mối quan hệ mới và nhiều cái buổi trò chuyện thú vị và đi vào nội tâm của những linh hồn mới mà chị đã tưởng tượng là họ sẽ khác rất là nhiều. Nhưng mà khi mà trò chuyện với họ thì chị mới nhận ra là mọi sự chuẩn bị nó đều vô nghĩa nếu như mà chúng ta không tìm được sự kết nối. Có một số khách mời chị thất bại trong việc kết nối. Có một số khách mời thì chị tìm được nhiều sự đồng cảm và sự mở lòng hơn. Không phải cái talk show nào chị làm nó cũng có thể chạm được tới cái điểm thoải mái của khách mời hay là cái sự bao dung của khán giả. Vì chắc là em cũng đọc rất là nhiều những cái bình luận từ nhiều cái talk show mà bản thân chị đọc lại cũng thấy xấu hổ vô cùng á. Lúc thì người ta bảo là mình nói nhanh nè, cướp lời nè, lôi nhoi nè, không có thấu hiểu khách mời nè, đôi khi là cũng hỏi những câu hỏi không có trọng tâm nè, nhiều lắm. Bên cạnh những lời khen thì số lượng người mà không thích cái cách mà chị dẫn dắt cũng rất là nhiều. Nên chị nghĩ là Ngồi Xuống Uống Trà hay là Tự Tình Lúc Không Giờ hay là Chuyện Đêm Muộn hay là Tỏ Tình Hoàn Mỹ, tất cả đều là những phiên bản mà nơi đó bản thân chị sẽ tập dượt rất là nhiều lần để thấy được nhiều cái phiên bản của mình nó có chạm được với cái tần số tiêu cực hay tích cực của khán giả hay không. Nhưng mà tại sao chị lại phải xấu hổ khi mà chị đã làm, em nghĩ là làm tốt nhất trong khả năng của chị rồi thời điểm đó? Làm tốt nhất trong khả năng của em á thì cũng giống như là một con ếch đang ngồi trong cái giếng của nó mà thôi, trong khi khán giả xứng đáng thấy được nhiều hơn thế nữa. Thì nếu mà mình làm không tốt có nghĩa là mình đã chưa chuẩn bị thật sự những cái món ăn ngon cho cái người thực khách bỏ tiền ra đến với nhà hàng của em. Thì điều đó chị nghĩ là lấy làm xấu hổ của bình thường. Vì mình chưa giỏi đủ như kỳ vọng của số đông thì mình phải nhận ra cái điều đó trước tiên để mà cố gắng hơn nữa. Chứ mình không thể đổ lỗi cho khán giả là mang lại cái cảm xúc tiêu cực đó cho mình được. Với mỗi người thì chúng ta sẽ có những cái phong cách trò chuyện khác nhau đúng không ạ? Với những cá nhân thuộc kiểu người hướng nội, sống nội tâm, ít chia sẻ thì làm thế nào để chị có thể giúp họ giải bày nhiều hơn cái vấn đề, hay nói cách khác là điều họ muốn chia sẻ? Có thể là vì ngại hoặc là vì điều gì đó mà họ chưa dám trình bày. Chị không tin trên đời này có một người nào đó muốn không nói một lời nào mà lại đến một talk show đâu. Ai cũng muốn chia sẻ, ai cũng muốn được thấu hiểu, ai cũng muốn có một người nào đó ngồi lắng nghe mình nhiều hơn là công kích, nhiều hơn là phản đòn, nhiều hơn là hỏi han mà không có thật sự lắng nghe. Thì nếu như mà mình tìm được một người mà chịu hỏi mình những câu hỏi và thật sự chịu lắng nghe mình, thật sự chịu đi vào thế giới của mình thì mình mừng lắm. Nên là nếu đối với những người mà hướng nội, chị đã từng trò chuyện rất nhiều và chị bất ngờ là càng nghĩ rằng họ khó tiếp cận thì họ lại là những người cho mình những cái thông tin nó đột phá hơn, nó gây bất ngờ hơn. Tại vì phàm cái gì mà mình ít thấy thì khi mà đi vào cái thế giới đó mình sẽ càng cảm thấy choáng ngợp hơn rất là nhiều. Thế giới của những người hướng nội nó không có tối tăm đâu, nó đẹp lắm. Nhưng bởi vì giống như là một cái hang sơn đòn á em. Em biết là ở trong cái hang sơn đòn á, trước khi mà con người mình khám phá và tới du lịch á thì nó đã có một cái hệ sinh thái riêng của nó ở trong đó rồi. Nó thậm chí có cả thiên nhiên riêng, bầu trời riêng, ánh sáng riêng, một cái đời sống riêng của nó trước khi mình tới. Thì mình tới, mình khám phá, mình tôn trọng, mình nâng niu, nó vui thôi. Nhưng nếu mà mình không tới thì cái thế giới đó nó vẫn ổn, nó vẫn rực rỡ, nó vẫn phát triển. Mà mình tới mà mình phá banh cái hang sông đòn thì mình bậy quá. Nên là cái điều sợ nhất trong cái việc kết nối là mình tới mình chỉ muốn chụp hình check in, mình muốn tới mình để khoe là mình đã tới cái hang sơn đòn thôi, chứ mình không thật sự muốn tìm hiểu trong đó cái hệ sinh thái nó bao gồm những cái gì. Nó đã mất bao nhiêu năm để có thể hình thành nên một cái kỳ quan nó đặc biệt như vậy và nó bao sâu, người ta đã hiểu hết nó chưa, nó còn có những cái nguy hiểm nào tiềm ẩn, nó có nỗi sợ nào không, cái điểm tối của nó là bao nhiêu. Thời gian rực rỡ nhất trong ngày của hang là gì? Thì đối với chị, nội tâm của một người hướng nội á, nó rất là đẹp, nó có một hệ sinh thái, nó có lý do riêng, nó có sự rực rỡ, nó có cái lạnh và bóng đêm của nó. Và cái người host, cái người kết nối là cái người mà cần phải bỏ cái tôi của mình nhiều nhất để có thể chấp nhận rằng là thế giới bên trong và bên ngoài đó nó khác nhau, và tìm cách để lắng nghe họ, xem những phản hồi từ những cái cơ mặt của họ, xem những cái sự dò hỏi của mình đó, nó có tạo sự thoải mái cho họ không, tìm những cái đường tắt khó khăn nhất có thể. Nếu như cái cửa chính đó, nó không được thoải mái chào đón thì mình phải tìm cách leo từ trên đu dây xuống, hay là đào cái đất ở dưới, hoặc là bơi qua cái hồ thì mới tới được cái chỗ đó. Mọi cách thức tiếp cận nó không chỉ có một, nó có rất là nhiều cách. Nó không phải là từ những câu hỏi hôm nay anh chị thấy thế nào, anh chị có thể chia sẻ không, tôi muốn hỏi thêm về điều này, tôi chưa cảm thấy thỏa mãn. Mà đôi khi chỉ cần im lặng, mình có thể đưa ra một cái hình, mình có thể kể vòng vo về cái sự đồng cảm của mình về một câu chuyện tương tự, và mình hỏi ý kiến của họ. Mình có thể gợi cho họ một ký ức về một cái món ăn, thì từ đó người ta mới chỉ cho mình biết có một cái lối tắt vào trong cái vũ trụ của người ta mà không cần đi qua cửa chính em. Câu trả lời của chị cho em những cái góc nhìn rất là mới, và cái ví dụ của chị về Hasselhoff cũng rất là hay. Nhưng mà có vẻ như nó chưa được sát với cái câu trả lời mà em muốn, để em có thể hỏi lại rõ hơn nhé. Tức là thường thì những khách mời của chị sẽ là chị có thật sự là chị tò mò về họ không? Cái sự tò mò muốn tìm hiểu họ không? Và với những cái người mà họ chia sẻ nhưng mà nó kiểu cụt cụt ấy, tức là không phải là họ không muốn nói mà câu trả lời của họ bị ngắn gọn quá mức ấy, làm thế nào để tiếp tục câu chuyện đó? Cách mà Nam hỏi làm cho chị suy nghĩ đến một bài toán mà chúng ta cần nhiều công thức, có ba chấm nhiều hơn là một câu chuyện khơi gợi trí tưởng tượng. Thế thì chị sẽ đưa ra công thức cho em. Thứ nhất, em phải nhớ từ rapport. Rapport có nghĩa là kết nối. Kết nối theo kiểu là em lặp lại hành vi, tạo một cái trường năng lượng nó gần giống với người khách mời đang ngồi đối diện của em. Nếu họ đang trầm mặc thì em cũng đừng nên tạo một cái năng lượng quá dư đường. Nếu họ đang cảm giác không thoải mái thì em nên từ từ gợi mở họ lý do tại sao, và cung cấp cho họ một cái điều kiện tốt hơn để thoải mái. Ví dụ, anh chị có lạnh không? Anh chị có cần một tách trà không? Anh chị có đang không thoải mái ở đâu không? Có muốn điều chỉnh lại cái ghế không? Hoặc nếu như mà họ cảm thấy là những câu hỏi của mình á, nó tấn công họ, họ sẽ lập tức đóng cái vỏ lại. Thì mình phải tìm cách hỏi như thế nào cho khéo léo hơn, chủ động hỏi những câu ngắn lại để cho họ tự gợi mở và tự kể ra những vấn đề của mình. Thì đó là công thức gạch đầu dòng mà Nam muốn, đúng không? Chắc là vậy. Chị nghĩ là công việc này khó hơn rất nhiều, tại vì chúng ta không thể nào mà đưa ra công thức make up. Nam make con mắt trước, mấy cái mũi sau, rồi làm cái công thức này công thức kia, giống như nấu ăn mà mỗi người đều phải có cái trực giác của riêng mình về sự nhạy cảm để có thể hiểu cái thực thể đối diện mình, là mình đang không nói chuyện với một con người mà mình đang nói chuyện với một linh hồn mà khá là sống động. Nên nếu mà em cứ đòi hỏi về công thức thì em sẽ có lại công thức, nhưng vấn đề quan trọng là em sẽ áp dụng cái công thức đó như thế nào cho cái công việc của mình. Nếu như không có sự nhạy cảm, không có sự quan sát, không có trải nghiệm trước đó, và không có sự tò mò về khách mời nhất định thôi, nhưng cái sự muốn họ tháo bỏ cái dây trói đó nó phải lớn hơn cả sự tò mò cơ. Vì nếu tò mò thì em chỉ muốn khai thác, em chỉ muốn thêm thông tin, em chỉ muốn thêm những gì mà em thèm khát thôi, em không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Thì làm sao mà người đó có thể mở vỏ cho em thoải mái được? Em hiểu là mình phải muốn làm bạn với khách mời, không đúng không ạ? Chị cũng không dám đòi hỏi một khách mời nào xem mình là bạn. Để họ cảm thấy thoải mái, mình quan tâm đến họ thì nó sẽ là tình bạn trên cái tình đồng nghiệp đối tác ấy. Vì câu hỏi của em là mình phải xem họ là bạn, đúng không? Có một số người mình không thể mơ ước ngay lập tức người ta chào đón mình như một người bạn. Chị thường hay đặt tâm lý mơ ước như một người lạ thôi, tại vì đôi khi người lạ và những kết nối nó tinh khôi ban đầu á, nó sẽ cho em bớt áp lực hơn là em đang nói chuyện với bạn của em. Vì nếu em coi họ là người bạn á, thì chị e rằng là em quên mất tôn ti trật tự. Đó có thể là một nghệ sĩ lớn hơn em, với kinh nghiệm và góc nhìn khác em. Đó có thể là một người trẻ hơn em, với rất là nhiều những cái tò mò và những cái điểm thú vị mà em cần học. Đó có thể là một người lạ chưa sẵn sàng chào đón em đến với thế giới của họ và mối quan hệ của họ. Đó có thể là một người rất khắt khe và không muốn ai quá suồng sã và thân mật với mình, như kiểu đã quen tôi lâu rồi. Vậy thì thế giới của người ta nó đa dạng như vậy, làm sao mình dám mơ mình làm bạn với họ chứ? Mình chỉ có thể là nghĩ rằng là hôm nay có một người lạ tới, và thường những người lạ thường trò chuyện với nhau rất thú vị, giống như những bộ phim mà mình xem á, những người khách du lịch hay những người vừa mới gặp nhau á, họ không có phán xét, họ không có đem cái kinh nghiệm cá nhân họ, những cái hiểu biết của họ về cái thế giới của người này mà họ tìm được trên mạng ấy, hoặc là qua một vài lần gặp ít ỏi mà cho rằng chúng ta là bạn. Cái từ bạn đối với chị nó sâu sắc, nó quan trọng và nó cần phải nâng niu hơn rất là nhiều. Nó giống như từ tri kỷ đó em. Nên là mình không có xem khách mời của mình nó như một người bạn được, mà tùy theo vai vế mình sẽ nâng niu họ như một người lạ, mà biết đâu mình sẽ không bao giờ được nói chuyện với họ như thế này một lần nữa. Người ta nói đó là nhất kỳ nhất hội đó, là một thứ nó chỉ xảy ra một lần ở trên đời. Chị nói em sợ quá. Thường thì chị, khi mà chị nói ra những cái điều như thế này, tức là khi mà chị nói chuyện với mọi người xung quanh, hoặc là nói chuyện trên những cái podcast chẳng hạn, thì có ẩn ý nào đằng sau đó không, để khán giả có thể tự hiểu cái điều đó? Chị là người thích nói chuyện bằng hình ảnh, chị nhận ra điều đó. Chị thích những cái ẩn ý, tại vì đôi khi nói quỳ tẹt nó giống như công thức vậy đó. Có người có thể đón nhận được, có người lại cho rằng nó quá thẳng thắn. Nhưng mà giống như cách chị làm thơ trên mạng á, thông qua mặt trời mình thấy được sự rực rỡ, thông qua ánh sáng của đường hầm mình thấy được sự lạc quan. Mình không nhất thiết lúc nào cũng phải nói tẹt ra vấn đề, mà chị nghĩ rằng ẩn ý là dành cho những ai thật sự muốn đi vào trong một vấn đề mà không muốn chấp nhận sự thật của mình. Nhưng mà nãy giờ em nghe chị nói ẩn ý thì em hơi lo chị ạ. Không, đây là cách chị nói chuyện từ trước đến giờ thôi. Nếu mà em xem nhiều podcast, những buổi trò chuyện thì đó là cách mà chị sẽ bộc bạch lòng mình. Chị không muốn nói thẳng, chị sẽ nói vòng vò. Em nghĩ là cái nghề MC nó, hay là nghề dẫn chương trình nói chung, nó không phải là một cái nghề mà kiểu mình, tức là nó sẽ có rất nhiều thách thức và khó khăn, và phải chờ lòng khán giả. Đôi khi là họ không hiểu mình, mà mình luôn luôn mình phải cố gắng tốt hơn nữa. Như chị nói ở lúc đầu, mình có thể cung cấp cho khán giả những cái thứ tốt hơn đối với mình của hiện tại, của ngay lúc đó. Em tò mò đây là tại sao chị lại lựa chọn thay đổi nghề MC, và hơn nữa lại còn trụ vững được với nghề đến tận thời điểm hiện tại, trở thành một trong những MC được khán giả yêu thích nhất. Thêm vào đó thì cũng biết là chị có những cái show podcast tâm sự riêng như là Black Box, Tự Tình Lúc Không Giờ. Phải chăng là cái công việc MC được khiến chị tiêu tốn quá nhiều năng lượng, và chị mong muốn được thể hiện bản thân trong một vị trí khác, cũng là dẫn chương trình nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn, đó là host show trên nền tảng podcast? Cái này chia làm 2-3 câu hỏi lận. Câu hỏi thứ nhất là tại sao chị đến với nghề MC? Thì lúc còn nhỏ chị là người không có nhiều tài năng, chị không biết nhảy, chị không giỏi hát, chị không giỏi trình diễn, chị không có ngoại hình như một người mẫu, chị cũng không có khả năng diễn xuất tinh tế như một diễn viên bẩm sinh. Thì chị thấy rằng cái nghề dễ nhất mà mình có thể tiếp cận để mà mình cập nhật, mình có thể phát triển tốt hơn trong nghệ thuật, thì đó là nghề nói, nghề MC. Thì những cái cuộc thi MC lúc đó nó cũng khá là mở cho các bạn trẻ, và những cái kênh như là YouOne TV nè, YouAn TV nè, ngày xưa cũng rất là thịnh. Bọn trẻ 8X của chị năm 18-19 tuổi không có nhiều sự lựa chọn trong sân chơi, nên 360 độ Blog hay là những cái sân chơi tương tự á, người ta gặp nhau ở những cái diễn đàn đó khi mà các cái kênh cho giới trẻ bùng nổ. Và những năm 2000 mấy á, nó là cái cách thức duy nhất để tụi chị có thể kết nối với nhau, tìm cái cộng đồng trẻ của tụi chị. Truyền hình lúc đó không có nhiều sự lựa chọn cho giới trẻ, chính luận thì nhiều hơn, và ngay cả một cuộc thi MC dành cho giới trẻ nó cũng không có nhiều sự lựa chọn về giải trí đâu. Nó mang nhiều thông điệp hơn. Thì năm 19 tuổi chị đã thử sức với chương trình người dẫn chương trình truyền hình, và chị chỉ dừng ở top 6 thôi. Thì phải hơn 10 năm sau chị quay trở lại á, thì chị mới được giải nhất của Én Vàng, cũng là cuộc thi đó nhưng mà phiên bản mới. Thì ở phiên bản đó mình trưởng thành hơn, mình mới giành được giải quán quân. Thì đó là một sự may mắn, một cột mốc đặc biệt của chị đến với nghề. Thì đó, lúc mà chị vô nghề là chị nghĩ nó dễ, chị vô thôi. Nhưng mà càng đi mới thấy trần ai khoai cũ lắm em ơi. Còn show chậu thì thật sự mà nói là nghề này mang chị rất là nhiều những cái cơ hội và rất là nhiều những yêu cầu, mà bản thân mình nó không phát triển lên đó, thì mình sẽ bị đào thải. Nên đó là cái thứ mà khiến cho chị cảm thấy cuốn hút bởi nghề này. Nó không có dễ như chị bắt đầu, nó không có dễ như một miếng format đâu, mà giống như một miếng format đặt trên cái bẫy nhiều hơn. Vì bản thân mình phải tinh tế, phải giữ mồm giữ miệng. Dạ. Bản thân mình cũng phải biết trau dồi. Mà dù có tất cả những yếu tố đó thì chưa chắc cũng có thể đi đến con đường này nó trọn vẹn. Bản thân chị cũng còn rất là loay hoay. Nên chị muốn thử nhiều cái phiên bản của mình ở nhiều nền tảng khác nhau. Thời gian qua đi thì chị bây giờ 34 tuổi, đã mười mấy năm trôi qua từ khi chị là thử sức với cái nền tảng làm MC cho kênh Tình Hình Tuổi Teen rồi. Chị không thể mà cứ đi dẫn game show hoặc là dẫn hội nghị sự kiện. Mình có thể thử sức thêm để truyền đạt những thông điệp. Vì mục đích lớn nhất của một cái hành trình mình phát triển là mình chạm tới với nhiều người hơn, nhiều người hiểu mình hơn, và mình có thể giúp đỡ được cuộc sống của họ tốt hơn. Nên chị mới làm ra nhiều những cái podcast. Nó có thể là nhàn hơn theo em thấy, nhưng đôi khi nó cũng cực tâm hơn, cực trí hơn. Tại vì những cái thông điệp của em nó không có tài trợ. Mà đã có tài trợ thì nó phải can thiệp vô rất là nhiều về nội dung, về dẫn dắt. Còn Black Box, Hộp Đen Cảm Xúc, hay là Tự Tình Lúc Không Giờ, hay Đạo Ký Ức, tụi chị làm không có tài trợ. Cái mà tụi chị hướng tới duy nhất là chữa lành. Cái từ khóa mà dạo này cũng bớt hết rồi, nhưng chị, đối với chị, trong lòng chị luôn luôn nó là một cái kim chỉ nam. Chị muốn được lắng nghe những người hướng nội á, họ có cái kênh giao tiếp riêng của họ. Có thể không nhiều người nghe những podcast đó, có thể không nhiều người hiểu, có thể không nhà tài trợ chạm tới. Nhưng mà có ai đó mà đi ngang chị á, sau đó bắt tay chị nói là trời, em thấy thân quen lắm, tại vì em nghe cái chương trình đó mấy lần một đêm, và nhờ cái chương trình đó mà em mới có thể bước ra khỏi được cái nỗi buồn của mình đó. Chị là một phần thanh xuân của em đó. Như đó là chị thấy đủ rồi. Khi em nghe thấy chị nói đến từ ký ức chữa lành khi mà làm podcast, em thấy rất là vui, tại vì em tìm thấy được cái sự đồng cảm. Nhưng mà em cũng không cho rằng đấy là cái việc mà mình sản xuất nội dung trên nền tảng podcast nó nhàn hơn, mà đúng thực sự là nó cực tâm hơn. Cái việc mà chị tiêu tốn, mà chị dùng năng lượng khi mà chị làm podcast, nó khác gì so với khi mà chị làm MC trên truyền hình? Khi mà mình làm MC trên truyền hình á, mình có biên tập chuẩn bị cho mình kịch bản nè, mình có đường dây nè, mình chỉ việc hòa theo cái đường dây đó. Mình có người hỗ trợ mình, có MC phụ nè, có khách mời, có người chơi nè. Đôi khi mình, một phần của mình xuất hiện nó cũng rất là nhẹ nhàng, đơn giản, dẫn nối các tiết mục, thậm chí không có mợ thì chợ vẫn đông. Nhưng mà nếu mình làm một chương trình của riêng mình, chắc Nam hiểu rõ hơn hết, nó giống là đứa con của riêng mình vậy đó. Mình có thể vẫy vùng trong cái vũ trụ đó, mình có thể xây thêm cái gì mình thích, mình có thể hỏi thêm bao nhiêu câu hỏi cũng được, không có sợ bị giới hạn về thời gian. Mình có thể định hướng điều đó theo hướng trái hướng phải, mình có thể lái con thuyền của mình đi tới biển nào cũng được, và mình chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những cái sự cố mà nó gây ra, hay là những lợi ích mà nó mang lại. Nó là một cái cuộc chơi rất là thú vị, giống như việc là mình nuôi dạy một đứa trẻ vậy đó. Và mình có đứa con này, mình lại muốn có đứa con khác. Mình cũng có nhiều chương trình hơn, không phải vì cái danh nhà sản xuất hay là content creator đâu. Chị tin là Nam cũng có cảm giác đó đúng không? Dạ. Tại sao em làm 3.podcast? Em nghĩ là nó vẫn sẽ quay về từ khóa mà chị nói lúc vừa xong, đó là về chữa lành. Thật ra thì ban đầu em làm nó chỉ đơn thuần là nó thỏa mãn cái sở thích của em. Nếu như mà nói một cách nghiêm túc hơn thì càng về sau, khi mà em tiếp xúc được với nhiều người hơn, em tìm thấy nhiều điểm chạm hơn. Ví dụ như là chị, thì em thấy bản thân mình mong muốn được trao đi cái giá trị tích cực tới cộng đồng, tới xã hội. Đôi khi là cái giá trị đó, em sẽ dùng một cái từ là thực tế quá, nhưng mà người khác nghĩ vào thì sẽ thấy nó khá là tiêu cực, nó khá là đắt. Vậy chị đang nghe tiếng vọng từ một cái hang sơn đòn khác đúng không? Em không biết, có thể là do cái cảm xúc của em nó quá là kinh khủng. Có những cái thứ trải nghiệm của em nó, em nghĩ không phải ai cũng có thể có cơ hội để được trải qua. Vấn đề là đã vượt qua được nó rồi, Em nghĩ là mình cần phải làm cái điều này cho những người mà họ đang là sắp bị. Nếu chị nói là tất cả mọi người đều có cơn trầm cảm mà có cái hang sơn đòn của riêng họ, em có tin không? Em tin. Vấn đề là cái hang đấy nó cao bao nhiêu và cái mức độ trầm cảm đấy nó ở cấp độ nào thôi. Chị cũng tin như vậy. Ngay cả những người hướng ngoại nhất, ngay cả những người giàu năng lượng và nhiệt tình nhất, hoặc là xem ra có vẻ đầy đủ nhất, dạ, họ đôi khi là những nạn nhân đáng thương nhất đấy. Dạ. Thường thì người ta sẽ nói là những người mà cười nhiều là những người mà rất nhiều vấn đề. Em thích nói giảm nói tránh hơn hả? Tức là sao ạ? Tại vì chị dùng chữ nạn nhân. Có thể là em chưa gặp một người nào mà họ... Chị có thể nói rõ hơn về cái ý của chị được không? Nạn nhân như em đang hình dung của nó rất là kinh khủng. Không, người ta hay nói với von thôi. Thí dụ như là tôi là nạn nhân của những cái thái độ không đúng từ thế hệ trước. Ừ. Tôi là nạn nhân của một thế hệ không được tiếp xúc với thế giới từ những ngày đầu phát triển chẳng hạn. Thì người ta hay nói những cái câu ví von như vậy. Nên cái từ nạn nhân nó không đến mức nó có nhiều cấp độ lắm. Ừ. Là tôi là nạn nhân của một gia đình không hạnh phúc chẳng hạn. Dạ. Thì nó cho em dễ hình dung hơn về việc là bạn có chủ động chọn cuộc sống đó không, hay bạn được thừa hưởng nó. Nhưng mà tại sao chị nhắc đến yếu tố gia đình ở đây? Không có gì. Chị nghĩ là nếu mà đưa cho một ví dụ, chị thấy Gen Z hiện tại đối diện với nhiều vấn đề về gia đình. Hoặc là các bạn luôn có những cái khó khăn về mặt chướng ngại tâm lý. Nên chị đọc những lá thư của các bạn gửi về và nó nằm trong đầu của chị thôi. Trước cái buổi tour podcast này em có xem podcast của chị với chị Chắc Thì Bill sao ấy, cũng nói về vấn đề này. Ừ. Trong gia đình thì thà là cứ ở xa nhau ấy thì sẽ cảm thấy nhớ và sẽ cảm thấy cần. Nhưng mà cứ ở gần nhau thì cảm thấy muốn tách biệt. Qua mỗi mùa Tự Tình Lúc Không Giờ thì cái bài học mà chị nghĩ mình có thể làm tốt hơn ở mùa sau sẽ là gì? Chị thì cứ thắc mắc là tại sao người ta cứ nghĩ là những bức thư đó được ekip viết ra. Dạ. Trong khi chị thì không bao giờ có khả năng có thể kể một câu chuyện nó đầy đủ xúc tích và nó nhiều cái chi tiết nó rất là đặc biệt như vậy. Nó là một chuỗi drama trong tâm lý kéo dài vô cùng hợp lý luôn. Trong nó vô lý nhưng mà nó rất là dễ hiểu. Và mỗi câu chuyện, mỗi tình huống nó cứ na ná lẫn nhau nhưng lại rất là khác nhau về vấn đề, khác nhau về động cơ, khác nhau về cách giải quyết. Mà mỗi khách mời chị gặp đó, họ đều rất là tinh tế để tìm ra được những cái điểm chạm đó. Nên cái điều mà chị cứ trăn trở là làm sao cho Tự Tình vẫn giải quyết những vấn đề đó. Nhưng mà cái chủ đề nó phải rộng hơn. Tại sao mọi người cứ 99% lá thư gửi về đều là vấn đề về chuyện yêu, bị bỏ rơi. Ừ. Không thoát được một mối tình toxic, hoặc là nhận ra người đó không có chung thủy, hoặc là nhận ra mối tình đó không có tương lai, nhưng mà họ vẫn đắm đuối ở trong cái fantasy ảo ảnh của mình. Cái đó là mình cứ thắc mắc là liệu có phải là do bản thân của host, bản thân của chương trình đã tạo ra một cái môi trường nó quá thích hợp để thu hút những nguồn năng lượng tương tự hay không. Và nếu có thể thì mình có thể mở rộng cái sự đa dạng của nguồn năng lượng đó như thế nào, để ngoài chuyện tình yêu mình có thể ngồi lại và lắng nghe giới trẻ nhiều hơn về những cái chướng ngại tâm lý có thể liên quan đến bạn bị bắt nạt ra sao nè, bạn cảm thấy tự ti như thế nào nè, và những cái vấn đề nó lớn hơn nữa, hoặc là những vấn đề nó phong phú hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn. Ừ. Cho nhiều đối tượng hơn. Tại vì có nhiều đối tượng người ta đâu quan tâm tới tình yêu đâu em. Cá nhân chị đánh giá như thế nào gọi là một tập podcast thành công? Ở đây là về khía cạnh nội dung và kịch bản. Chị nghĩ một tập podcast thành công nó phải cuốn, giống như một bộ phim á, nó phải thu hút được sự kiên nhẫn của khán giả. Dù nó phức tạp hay là nó đơn giản thì nó phải chạm vào cái tần số tích cực mà họ cần. Ừ. Thí dụ như mà mình bật cái bộ phim đó, mình định là check xem phim nó có ok hay không thôi, coi tập 1 chút xíu thôi. Nhưng mà bị dính quá, mình dành nguyên một đêm mình luyện nguyên bộ luôn. Vậy thì bộ phim nó thành công. Podcast thì dễ dàng hơn nhiều. Tại vì bộ phim nó tới 45 phút một tập, mà mình còn dám bỏ 10 tiếng ra mình luyện. Thế thì podcast chỉ có 45 phút cho cả một chương trình đi. Ừ. Thì nếu như 5 phút đầu chán là họ đã bỏ rồi. Bây giờ đâu có ai có kiên nhẫn mà ngồi nghe hai người lạ nói chuyện với những vấn đề chả liên quan, chả có lợi ích gì cho cuộc sống của mình đâu. Nên bản thân của người làm podcast phải hiểu được là cái mà họ chuẩn bị cung cấp cho khán giả nó có đáng giá không, nó có đột phá không, nó có tinh túy chắc lọc không, để mà sau khi nghe cái podcast đó cũng giống như sau khi coi cái bộ phim đó, người ta tìm ra được rất là nhiều những cái điểm gỡ rối bất ngờ cho chính vấn đề thậm chí là chưa xảy ra của họ. Thì chị đoán là cái podcast đó thành công là dù là người ta chưa có yêu, nhưng mà người ta nghe câu chuyện đó xong người ta phải thì ra yêu lành là như vậy, thì ra toxic là như vậy. Người ta chưa có bao giờ trở thành mẹ, nhưng người ta coi cái phim đó xong nói sau này tôi trở thành mẹ, tôi sẽ không bao giờ hành động một cách nữ tính độc hại như là ở trong phim đó chẳng hạn. Thì cái podcast của em á, ngoài việc nói về cái thế giới quan bên trong của khách mời hay là bày tỏ những cái trăn trở của riêng em, nó phải có ẩn ý cuối cùng á, để giải quyết vấn đề chung gì mà bất cứ một cá nhân nào khi mà họ tham gia bỏ thời gian quý báu của họ ra nghe, mà cái thời gian đó họ có thể làm được nhiều điều có ích hơn, thì họ sẽ nhận được một điều rất là đặc biệt, như là một món quà, như là một tín hiệu từ vũ trụ nhắc họ là may quá mình coi cái podcast này xong á, sau này mình sẽ không bao giờ mắc phải những vấn đề đó nữa. Trong cái hành trình làm nghề của chị qua rất là nhiều năm thì có khi nào chị mất lửa với nghề không? Nhiều đấy. Khi cái ngọn lửa nó biến mất thì chị sẽ là ai? Chị có phải là Liêu Hà Trinh như mọi người thường thấy không? Hay là sẽ có một con người, một cái nhân cách khác được thể hiện ra bên ngoài? Thế thì chị thích cái cách mà Nam hỏi á, để mà chị có thể suy nghĩ được một cái nhân cách khác nó bật lại chị ở bên trong là tại sao chúng ta lúc nào cũng phải giữ lửa. Đó. Cái ngôi nhà của em mà bật lửa cháy hoài em thấy nó có kỳ không? Có. Em cứ nấu, em đứng em cầm củi em nấu hoài, không bao giờ em tắt bếp, không bao giờ em ngồi xuống em ăn hết, em chỉ đứng em nấu thôi. Kỳ ha. Dạ. Rồi thí dụ như là cái nến thơm em đốt trong phòng, em đốt hoài luôn. Ngay cái khi đi em du lịch, ngay cái khi em ra khỏi nhà em cũng đốt hoài luôn. Em có nghĩ một ngày nó sẽ cháy luôn cái phòng của em không? Thì chị tin là cái lò sưởi, thiết bị điện hay tất cả mọi thứ, nến, lửa, nhiệt huyết, nó cũng cần có cái điểm lên điểm xuống, nó cần có lúc tắt ngúng, để mình nhận ra là lúc mình bật lửa trở lại nó là sự tiếp nối, chứ không phải là có lửa sờ trước mắt thì mình mới đang sống, thì mình mới đang thấy một ngọn lửa. Và chị tin là lửa rất là quan trọng, cái điều khao khát, cái nồng nhiệt của mình trong cái điều mình làm nó quan trọng. Nhưng lúc nào mình cũng hừng hực lửa đó, giống như nói chuyện một người lúc nào cũng hừng hực năng lượng đó. Mấy cái hang sơn đòn với mấy người hướng nội họ thấy mệt lắm luôn ấy. Họ cảm thấy bị hút, cái năng lượng của họ dữ lắm. Đôi khi là lúc có mặt trời lên mùa hè nóng, thì tới tối nó mát lại, mưa một cái trăng lên, cái mây xám lại, cái nhiệt độ chuyển lạnh xuống. Em thấy vậy thú vị hơn đúng không? Thì vậy mới có Đà Lạt, mới có biển chứ làm sao mà mình có thể bắt một người nhiệt huyết hoài. Nhưng mà cái câu hỏi đó hay để mà mình tự hỏi là nếu mà bây giờ những lúc mà mình muốn có lửa mà không có lửa thì nó hợp lý hơn. Mình bắt biết là không lúc nào cũng phải có lửa rồi, có lúc có lúc không sao, có lúc có cảm hứng, có lúc tắt, có lúc phải nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ đây là cái lúc mà làm việc nè, tôi muốn có lửa liền nè, tôi muốn có cảm hứng viết cuốn sách này nè, mà tôi không có lửa thì tôi phải làm sao? Đó thì câu hỏi đó là câu hỏi mà chị rất là lấn cấn. Tại vì dạo đây chị cũng đang viết cuốn sách yêu, mà chị cũng delay rất là nhiều, chị cũng cho bản thân cơ hội nghỉ ngơi, chị cũng nghĩ ra rất nhiều lý do. Ví dụ như mình đang có thai mà mình phải nghỉ ngơi chứ, mình hôm nay không muốn viết, mình muốn ngủ một chút. Và cứ thế mình chưa hoàn thành xong, mình chỉ còn có 10.000 chữ là mình đã xong cuốn sách rồi. Độc giả đang đợi mình kìa mà mình chưa xong nữa. Vậy là mình quá sức là lý do rồi. Và mình nhận ra là cảm hứng nó ngồi nó đợi em, chứ em không có ngồi đợi cảm hứng. Bản thân mình không có giành lấy cái hành động đầu tiên, không có mở cái laptop ra thì làm sao chữ nó tuôn ra được. Bản thân mình luôn luôn tạo một cái bức tường để ngăn mình tới với cái cảm hứng của mình, chứ không phải là cảm hứng nó không muốn tới với mình. Cảm hứng luôn ngồi ở kế bên em, nó nói tôi đợi bạn rất là lâu rồi, bạn đã bắt đầu có thể nói chuyện với tôi chưa? Đó là lý do tại sao người ta cứ bảo mình là ngồi lại chậm lại một chút đi, ra vườn đi, đọc sách đi, xem bộ phim hay đi, đi gặp bạn bè đi, ngắm bầu trời sao đi, đi bộ đi. Tất cả những thứ đó đều là tiếng gọi của cảm hứng, là tôi đây nè, bạn tìm cách nào cũng được, tôi có thể sẵn sàng chìa tay ra và giữ bạn, ôm lấy bạn. Nhưng bạn không có chịu, bạn muốn thu mình lại. Bạn muốn ngủ một giấc thật dài 24 tiếng, bạn muốn ăn thật no, rồi sau đó không làm gì cả. Và bạn than trách là tôi không đủ lửa. Vậy có phải là tội nghiệp cho cảm hứng quá không? Thế thì em có thể hiểu là việc chị lấy chồng có phải là dấu hiệu cái lửa nó đang hạ xuống không? Theo em thì việc lấy chồng hoặc là sinh con hoặc là có một cái tổ ấm mà mình chui rút vào trong đó, nó có phải là dấu hiệu của việc chúng ta đang cố gắng thổi tắt lửa ở bên ngoài hay không? Ý em ấy không phải thổi tắt, nhưng chị nói nó là một cái khoảng thời gian để mình cho mình cái khoảng nghỉ, và mình sẽ lấy đà sau cái việc mình sinh con đó, mình trở lại đường đua đó mãnh liệt hơn. Tổ ấm nó sẽ là cái nơi nuôi dưỡng cái ngọn lửa mới trong mình. Đổi tay đó, đúng ạ. Vấn đề là khi mà mỗi người á hỏi một câu hỏi á, chị tin là chúng ta đều biết câu trả lời trước rồi, nhưng mà chúng ta muốn xác nhận lại điều đó có đúng không. Cái trường hợp vừa rồi là chị hỏi lại em thì em mới có cơ hội để em nói đấy. Không, chị chỉ tin là mỗi người host họ đều biết câu trả lời trước rồi, hoặc là họ luôn có một cái ý định muốn nghe câu trả lời tương tự như vậy trước rồi. Một cái câu hỏi giờ đấy không biết thật. Chị đồng ý một nửa. Ai cũng muốn có nhiều lửa hết để mà mình có thể sống. Một cơ thể lạnh tanh thì đâu có gì thú vị, mình muốn cơ thể ấm. Nhưng mà cái mà chị đang nghĩ gần đây nhất á, một cái từ khóa mà chị thấy là nó gần với giai đoạn này của chị là chữ dòng chảy á. Flow. Giống như cái flow trong rap nè, hay là cái dòng chảy của một dòng sông lười ở đầm Sen Park đi, hay là dòng chảy của sự kiện đi, hoặc là cái dòng thời gian của lịch sử đi. Tất cả mọi thứ đều là một dòng chảy ha. Thì gần đây chị nghĩ nhiều đến cái từ này lắm. Tại vì theo chị là chị đang ở trong một dòng chảy, mà ở cái đoạn đó chị phải đi theo cái khúc cua. Ở khúc cua đó nó sẽ không còn thấy mặt trời nữa, có thể là nó sẽ rút vô một cái hang ấm hơn, một cái hang mà nó gọn gàng hơn, mà cái hang nó phải mất 9 tháng 10 ngày để mà mình không đi gặp ai hết, mình không làm gì đặc biệt hết, mình không ló mặt ra ngoài, nhưng mà mình sẽ có những cái trải nghiệm thú vị trong cái hang đó. Và khi mà mình ló mặt ra trở lại thì mình có thể tự tin rằng là tôi đã có một cái hành trình rất là thú vị trong cái hang này. Tôi không có bị đẩy vô hang, tôi không bị ép vô hang, tôi không bị giam ở trong hang, mà tôi vừa chảy qua một cái hang. Em thấy cái suy nghĩ đó nó sẽ làm cho mình dễ chịu hơn rất là nhiều. Giống như có lúc em sẽ bị đi qua thất bại, em sẽ bị người ta gia biểu, gia đạp, phản bội. Kinh doanh của em không có tốt, lúc thì em phải trầm cảm, lúc thì em gặp những cái chuyện nó bất trắc trong gia đình, em mất đi người thân. Và em biết cái dòng chảy đó không phải một mình em chịu, mà tất cả mọi người trên thế giới này đều có những cái khúc cua như vậy. Và họ tốt nhất là không thể bơi ngược lại á, thì cứ để mặc dòng chảy nó chảy qua cái đoạn đó. Rồi nó cũng đẩy mình về một cái nơi quang đãng tốt đẹp hơn. Về ngọn lửa, về dòng chảy, những ví dụ nghĩ nó rất là thực tế. Và có một câu chuyện như này, em không biết là em không ở trong nhà đài, em không biết là nó có thực sự đúng không, nhưng em nghe trong nhà đài hay lan truyền một cái tin đồn, đó là những người ví dụ như kiểu MC thường là không dám sinh con vì sợ bị tụt lại trong cuộc đua về hình ảnh sự hy sinh. Đó có phải là lý do cho việc một số MC thường kết hôn muộn không? Giống như là chị nói về cái ngọn lửa ấy, việc họ kết hôn muộn có phải là họ đang cố níu giữ một, tức là họ không dám thay đổi, họ không dám bước đến cái khúc cua của cái dòng chảy đó để tiến đến một cái dòng chảy mới, một cái ngọn lửa mới không? Chị không có đại diện cho số đông được, chị chỉ là một MC thôi. Dạ. Chị không thể đại diện cho tất cả mọi MC hoặc là mọi nghệ sĩ nữ với rất nhiều cái sự khát khao được vươn lên trong sự nghiệp của mình, và sẽ có thể trong một ngày nào đó đứng trước nhiều sự lựa chọn. Chị không thể nói thay tiếng nói của họ, nhưng với quan điểm của chị thì đâu có gì sai. Nếu mà mình chọn cái ngã rẽ hợp với mình, mà trong cái hợp với mình đó chưa chắc là sinh nhiều đứa con, ở với một người nào đó một cách bình yên, rồi có một gia đình hạnh phúc. Đôi khi hợp với mình lại là một cái sự độc thân, một cái sự thăng tiến, một cái sự xông pha ra ngoài cộng đồng, một cái sự giúp đỡ và sử dụng thời gian nó chất lượng hơn thì sao? mỗi người đều có cách chọn cuộc sống của mình mà. Thì đối với chị là chị nhìn xung quanh của mình, như người bạn của chị ai cũng có 2-3 đứa con hết rồi em ơi. Và ở độ tuổi này họ vẫn xông pha cống hiến tốt luôn. Nên chị nghĩ là họ đã chọn cả hai đó. Vừa chọn hạnh phúc của mình, chọn dòng chảy, chọn luôn cái sự không từ bỏ ở trong sự nghiệp của mình. Và nó không thể tách làm hai được. Có nhiều người đã nhận ra điều đó rồi. Nó không phải là hai con đường để chọn, mà nó chỉ là một dòng chảy mà thôi. Mình cũng có thể lấy cả hai mà, tại sao mình phải lựa chọn chứ? Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ 2 của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi, biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Em thấy chị viết sách này, sáng tạo thơ rất là nhiều. Bên cạnh công việc chính là MC thì người ta thường nói là những người viết lách là những người mà có trái tim ấm, đôi khi là nhạy cảm. Đó có phải là một cái điều mà đúng với chị không? Sao chị có cảm nhận ngược lại về những người viết sách à? Ngược lại. Ví dụ như là thần tượng của chị đi, Haruki Murakami đi. Chị tin là ông có một trái tim lạnh, lạnh đủ để mà ép mình vào kỷ luật, lạnh theo kiểu một chiến binh. Và mặc dù là người ta phản bác rất nhiều về cái phong cách viết bơ sữa, không có giữ nguyên truyền thống của phương Đông Nhật Bản, với những cái món ăn cần thiết phải xuất hiện mỗi ngày trong tiểu thuyết của người Nhật như là súp miso hay là đậu aomame, thì ông lại viết về mì spaghetti, nhạt cha, và thế giới của đĩa than, rượu, những bài hát của The Beatles, sandwich nhiều hơn, giống như thời ông đi du học vậy đó. Thì chị tin là cái người lạnh là cái người không lúc nào cũng nhất thiết phải ấm áp, cũng phải tan chảy cùng với mọi người, mang lại năng tích cực. Rất là nhiều tác phẩm nó hoang đường, rất nhiều những thế giới lạnh lẽo như Na Uy, rất nhiều những cái giờ phút mà ông ép mình dậy lúc 5 giờ, đi ngủ lúc 9 giờ, không giao tiếp gì cả. Và chị thấy cái lạnh đó trong trái tim của mỗi người nó giống như là một cái căn phòng mát mẻ mà mình có thể giữ cho mình được an toàn, để những ý tưởng của mình nó được bảo mật. Và trong cái tủ lạnh bao giờ đồ ăn nó cũng tươi hơn, đúng không em? Tức là chị là người ấm hay lạnh? Em đoán thử xem. Em nghĩ là chị ấm. Một phần của căn phòng. Một căn phòng trong chị chia ra làm hai nửa, ấm và lạnh. Chị thấy là nó có sống được không cho cái căn phòng như vậy? Ở trong nhà của mình cũng có lúc có cái phòng sưởi, phòng sấy, cũng có lúc có cái tủ lạnh, cũng có lúc có những cái phòng mà mình phải giữ rượu á, nó vẫn có cái nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ bình thường của các phòng khác. Nên chị tin là một người ta có nhiều phòng lắm em. Nhưng mà những cái tác phẩm của chị thường chị sẽ để ra cái phần ấm và lạnh đấy cho ấm. Chị có chia ấm và lạnh cho từng tác phẩm của mình không? Ô, cái câu hỏi này hay nhỉ. Nó làm cho mình phải đo nhiệt độ của những quyển sách á. Mặc dù những trang giấy thì nó rất là ổn định về nhiệt độ cơ. Nhưng mà thật sự đúng là nếu mình đọc về những câu chuyện, mình sẽ thấy một quyển sách hay là một bộ phim nó đều có nhiệt độ. Đúng rồi. Nó đều có tông màu. Đúng rồi, đúng rồi. Nó đều có những cái ánh sáng nói thay cho câu chuyện. Và ánh sáng nó cho biết là tâm trạng của nhân vật, nó đang là xanh dương lạnh hay nó là đang đỏ cam nhiệt huyết bùng cháy. Thì chị tin là trong quyển sách của chị nó cũng có nhiều cái gam. Ví dụ như Tự Tình Lúc Không Giờ nè, hay là Nợ Nhau Lời Tạm Biệt nè, nó có gam màu xám trắng, lạnh, đen tối, về đêm, bộc lộ nhiều những cái góc khuất trong suy nghĩ và độc thoại của nhân vật trong những lúc một mình và không có tương tác với cộng đồng. Thì nó là một mảng lạnh. Nhưng mà về sau đó, những quyển sách được design với cái màu xanh dương, đỏ, thậm chí là cả một quả táo rực rỡ như là một quả tim to trên một cái bìa màu xanh, thì chị nhận ra một cách nào đó mà cái quyển Cúc Họa Mi nó cũng có những cái bông hoa màu vàng trên cái nền trắng xám. Rõ ràng là cái việc mà mình chọn thiết kế bìa cho một quyển sách trên một cái dòng chảy đó nó không phải là ngẫu nhiên, mà rõ ràng thì ra tôi đã thay đổi cái màu sắc của tôi, như cách Nam hỏi tôi vậy đó. Tôi đã thay đổi cái nhiệt độ ấm lạnh của trái tim tôi, của những suy nghĩ trong tôi từ lúc trẻ 20 tuổi viết sách cho đến 30 mấy tuổi viết sách, nó khác nhau. Và Nam có thể nhận ra được khi mà chị nói trong cái dòng viết sách của chị đó, 3 quyển sách đầu nó quá lạnh, nó quá tiêu cực, đôi khi nó hơi cô đơn, nó hơi trách móc. Mà khi chị đọc lại, chị không có than phiền gì vấn đề đó, vì phiên bản nào đó của tuổi 20 thấy như vậy, nó chênh chao và nó đổ vỡ, nó thấy như vậy. Nhưng mà từ của Cúc Họa Mi trở đi, càng trưởng thành thì mình càng cần nhiều cái tông màu nó rực rỡ hơn, nó trái ngược với tuổi trẻ thanh xuân của mình, nó lại ấm áp hơn, nó nói nhiều về những điều tích cực hơn, lạc quan hơn, có nhiều những cái sự biết ơn, cảm kích, có nhiều lời cảm ơn và xin lỗi hơn, có nhiều những cái động lực và những cái ví von khiến cho người ta cảm thấy luôn có lối ra ở cuối đường hầm và không có ai để chúng ta than trách ngoài bản thân cả, chỉ có hành động và sự cố gắng mỗi ngày thôi. Và giống một đó hoa hướng dương rực rỡ hướng về mặt trời vậy đó. Vậy thì cái tông màu của chị nó đã thay đổi từ xám cho đến vàng, sau đó là đỏ xanh rực rỡ, và sau đó sẽ là một cái gam màu nào đó trong tương lai thật là hỗn độn như galaxy, nhiều màu, thật là phức tạp, nó cũng không biết nữa. Nhưng rõ ràng là nhiệt độ đã thay đổi mỗi ngày trong con người của chúng ta rồi. Trong cái thời điểm mình khi mà chị còn trẻ như vậy, với những cái va vấp như vậy, và những tác phẩm đầu tay của chị chứa những mảng màu u tối và tiêu cực, em nghĩ là không phải ai cũng có thể, không phải độc giả nào cũng có thể đồng cảm được với những cái điều đó. Vậy thì khi mà chị nhận được ý kiến nói ôi tôi đọc sách của chị tôi thấy bị trầm cảm quá, tôi thấy nó quá là tiêu cực, nó quá là đen tối, thì cái thời điểm tuổi trẻ đó của chị sẽ phản ứng như thế nào? Chị hả? Chị cảm thấy buồn. Chị nghĩ chị tiếp nhận thôi. Chị suy nghĩ trong bên trong chị là cái này nó giống như quyển nhật ký của mình gì đó, mình chỉ viết những gì mình suy nghĩ thôi mà, sao người ta không chấp nhận mình, sao người ta không biết cuộc đời nó lúc nó buồn vậy, chắc người ta vui nhiều quá nên người ta không nhận ra là thế giới ngoài kia có nhiều cái người trẻ như mình đang vật lộn với chuyện không có bạn trai, hoặc có bạn trai nhưng không phải là người tốt, đang vật lộn với mưu sinh, đang vật lộn với chuyện khẳng định bản thân mà bất thành, có những cái ước mơ nó bị vụn vỡ. Tôi buồn muốn chết luôn, rồi sao tôi có thể viết về một điều thật là giác ngộ, thật là vui vẻ đây, nó rất là giả tạo so với cái hành trình tôi đang đi qua. Thì đó là những suy nghĩ bên trong mình nó như vậy thôi. Khi mà chị thấy độc giả không đồng cảm được với mình ấy, như em hiểu nhé, thì chị cam chịu cam chịu thì không phải. Chị có cái phản ứng gì không? Chị thường không phản ứng gì hết, tại vì chị thấy giống như con ốc gì đó, nó bị cảm thì nó chui vô cái vỏ cứng của nó thôi. Mình có cái thành lũy của mình mà, mình cũng không có muốn bật lại. Tại vì người viết á, chị là người làm thơ và người viết, chị không cần nhiều những cái sự công nhận số đông. Mà cái điều quan trọng lúc đó chị suy nghĩ chỉ là được bộc bạch những gì thật sự nó đúng với cái suy nghĩ của mình thôi. Tại vì mình cũng là một tác giả trẻ mà, mình chưa tạo được ảnh hưởng lớn, nên không sao, mình cứ trung thành với cái chất của mình, với cái nhân sinh quan của mình, vì nó thật nhất. Nên chị cũng không có phải bật lại, không có mang cái tư duy đó. Em tin là những trải nghiệm của chị trong những cuốn sách của chị đều là thật, đúng không? Cái điều kỳ diệu nào, cái trải nghiệm nào đã khiến chị có được cái sự sâu sắc và đưa chúng vào các tác phẩm của mình như vậy? Nó phải cân bằng em ạ. Giống như là gần đây em thấy trên Netflix nó đang rất là nổi một cái bộ phim về du lịch đến Việt Nam ấy. Nhân vật nữ chính là người Mỹ, sau đó có vấn đề với lại chồng sắp cưới đấy, chia tay ấy, xong rồi yêu một cái anh tên anh Sinh là một cái người tour guide Việt kiều, và hai người đã có một chuyến đi hành trình trải nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh tới Hà Nội tới Hội An rất là thú vị, và họ yêu nhau qua những cái cảnh đẹp của Việt Nam. Thì khi mà vị đạo diễn chia sẻ lại cái câu chuyện mà cổ làm ra cho bộ phim này, lấy cảm hứng từ chính câu chuyện thật của cổ đó, thì chị nhận ra là tất cả chúng ta đều mong một lúc nào đó có thể bước vào cái chân trời nghệ thuật này và kể cái câu chuyện của chính mình với đầy đủ chất liệu và màu sắc nhất, để một ai đó ngoài kia, nếu mà họ cùng cái môi trường đó, họ cùng có cái câu chuyện đó, họ sẽ tìm được cái lối ra và sự đồng cảm. Em được biết chị là người có duyên với khá là nhiều mối tình. Chuyện gì đã xảy ra với chị sau mỗi một cuộc tình đổ vỡ? Chuyện gì đã xảy ra hả? Chuyện gì đã xảy ra ta, chị không nhớ gì hết luôn đó Nam à. Chị chỉ nhớ là bây giờ mỗi lần mà xảy ra cái gì, cái sau đó chị thấy vui hơn, và bây giờ chị lại có một cái cuộc sống nó hạnh phúc hơn, cảm xúc và bài học gì chị nhận lại được sau những cái mối tình đó? Chị thấy chị ngu á. Thì ai cũng vậy thôi. Mình nhận ra là không có ai ăn hiếp mình hết, mà chỉ có mình để người ta ăn hiếp mình thôi. Hoặc là cũng không có ai mà muốn đối xử tệ với mình hết, chỉ là mình cho người ta cơ hội để người ta có thể đối xử tệ với mình thôi. Là tất cả cũng chỉ là mình gặp một người không tốt, vì bản thân mình cũng đang thu hút một năng lượng không tốt. Mình bị người ta lừa, hoặc là mình lừa người ta, cũng là mình không tốt. Thì tất cả những thứ không tốt đó nó đến để nó dạy cho mình những cái tip, những cái trick, những cái bí quyết để sinh tồn tốt hơn. Giống như mình phải lạc đường đi qua đi lại nhiều lần, mình đánh dấu cái đường lạc đó là mình mới biết được cái đường chính mà tốt nhất, gọn nhất, nhanh nhất, đẹp nhất, an toàn nhất là cái đường nào. Và chị thấy rằng là mọi thứ xảy ra nó giống như là được an bài trước vậy đó, nó không thừa không thiếu. Và chị tin là trước khi mình sinh ra đời mình đã đọc cái kịch bản này trước rồi, và mình đã chịu chấp nhận những cái trúc trắc nho nhỏ này, tại mình biết cuối con đường mình nhận được cái xứng đáng. Nên là với những ai ở ngoài kia mà họ đang lay hoay với vấn đề của họ, dù nhỏ hay lớn, dù là một mối tình hay là hôn nhân đổ vỡ, hay một sự mất mát lớn lao hơn, chị mong là mọi người phải giữ được cái lòng tin là kịch bản này, cái đoạn này nó có thể rất là đau đớn, nó có thể rất là khó để chấp nhận sự thật. Nhưng chắc chắn mình đã chọn kịch bản này thì cái phần phía sau á, nó phải rất là đáng giá. Mình hãy tiếp tục ráng nữa, một chút xíu nữa thôi. Mình giữ lòng tin một lần cuối cùng đi, là ông trời không có đang đối xử tệ với mình, mà đang dẫn dắt mình tới với một cái kết cục nó tốt hơn. Mặc dù nghe rất là hoang đường đúng không? Trời ơi, tôi đau thế này, tim tôi muốn vỡ ra, tôi thấy cuộc sống đối xử tệ với tôi như vậy, bị dồn tới đường cùng rồi, mà tốt ở chỗ nào? Nhưng mà nhờ những cái suy nghĩ nó chân sơ như vậy đó mà Trinh vượt qua được hết tất cả những cái ngày mà mình nghĩ là mình bị ăn hiếp, mình bị đối xử quá tệ, mình không có xứng đáng với kết cục này. Và cuối cùng tới bây giờ mình thấy ồ, tất cả những thứ đó đều xứng đáng hết, và mình rất là hạnh phúc ở cái nơi mình đang thuộc về. Và có thể đây cũng không phải là nơi cuối cùng, nhưng mà biết đâu mình lại có thêm một bài học mới nữa thì sao. Cái suy nghĩ lòng tin của chị đặt vào cái lần cuối cùng đó là ngay thời điểm đó chị đã nghĩ được như vậy rồi, hay là đến hiện tại chị mới rút ra được như thật vậy? Thật ra chị đã nghĩ được ngay lúc đấy rồi. Thế thì rất siêu. Tại vì từ tất cả những cái lần đó chị nghĩ là nếu mà bây giờ tôi gặp cái vấn đề này, vậy là đây là con đường tôi phải đi qua, tôi phải đi thôi, tôi nhắm mắt mình đi thôi. Cơ sở nào cho chị nghĩ được đến cái lòng tin đấy không phải là vô cớ đúng không? Có phải là từ lúc em còn nhỏ em đã phải đọc rất là nhiều những quyển sách, một loạt các cái tiểu thuyết, mình nhận ra cái nhân vật chính nó còn ngu hơn mình nữa, nhưng mà bạn đó cũng sống tốt thôi. Mình có được rất là nhiều những cái bí quyết, những cái sự phản chiếu từ nhiều nhân vật xung quanh mình, từ nhiều cái câu chuyện ở trên mạng, từ rất là nhiều thứ ở xung quanh, nhưng mà nó không giống nhau bao giờ. Nên tại sao mình không thử tự áp dụng những bài học đó cho mình? Mình thường hay đánh giá là trời, người trẻ thì không có nhiều kinh nghiệm được rút ra đâu. Nhưng mà Nam ơi, chị nghĩ là từ lúc mười mấy tuổi mình đã biết cuộc sống nó hình dung như thế nào rồi. Mình đã truy cập được vô cái đám mây iCloud rất là thông thái của mình rồi, từ nhiều cái nguồn thông tin cung cấp xung quanh mỗi ngày, từ lời ba má dạy mình biết hết luôn á. Nhưng mình chỉ cần thêm ví dụ dẫn chứng, mình lì mà, mình muốn được dấn thân để mình xem có đúng như vậy không thôi. Chứ ai mà không được dạy về tất cả những kỹ năng sinh tồn trong tình yêu từ lúc rất là nhỏ, từ những cái câu ca dao tục ngữ, từ những cái câu chuyện mỗi ngày, từ bao nhiêu là cái điều mà em học, từ bao nhiêu cái podcast đã phát ra, em biết hết đó. Nhưng em lại lì lợm thì mình cứ trải nghiệm thôi. Trong tất cả những cái chia sẻ của chị thì phải chăng là khi rời xa một mối tình là khi mà chúng ta chấp nhận buông bỏ? Như vậy có phải là chúng ta đang tạo phước không? Từ việc chấp nhận buông bỏ. Và cái suy nghĩ của chị về mối nhân duyên là gì? Tạo phước hả? Chị không biết tạo phước cho ai, chứ mình thấy là bớt tạo nghiệp cho mình là đúng rồi đó. Tại vì á, rõ ràng là em cầm một cái cốc nước sôi em thấy nóng mà em cứ cầm đến khi mà tràn ra tay rồi mới buông ra, rồi vỡ cái cốc rồi hư cái tay, thì có phải là em đã quá ngoan cố không? Nên cái từ buông bỏ hay ơi là hay. Buông bỏ là mình vừa buông mà vừa xóa được những cái chấp niệm ở trong đầu của mình á. Chị thấy cái điều đó rất là thú vị. Chị mới vừa dọn qua một ngôi nhà mới. Tại vì chị phải có em bé, thì em bé cần phải có một không gian tốt hơn một chút để em bé có thể phát triển những năm đầu đời. Nên chị phải rời xa cái nhà mà chị thương ơi là thương. Cái nhà đó là cái nhà đã bảo bọc chị trong những cái ngày dịch nè. Chị có rất nhiều kỷ niệm với cái ban công nè, cái vườn nè, từng ngóc ngách của nó, từng cái view của nó. Những ngày lễ nè, em pháo bông một mình nè, rồi nấu ăn nè, bao nhiêu là những ký ức rất là đẹp trong cái ngôi nhà đó. Nó từ mỗi cái chi tiết nó đều đẹp hết. Nhưng mà chị bất ngờ là khi mà cái ngày dọn nhà đó, chị không có lưu luyến nhiều. Và chị không biết cái đó có phải gọi là trưởng thành hay không, nhưng mà có thể nói là chuẩn bị tâm lý. Chị đã làm hết sức với cái nhà đó rồi, cái nhà cũng làm cho chị hết sức rồi, nói với chị đã gắn bó đủ với nhau rồi. Và đến cái đoạn này, không lẽ chị bị thương cái nhà quá mà chị ở thêm 10 năm nữa? Chị lại tiếp tục chấp niệm để Luca ở cùng với chị trong một cái không gian nó nhỏ như vậy, chỉ vì chị muốn nhớ lại một vài ký ức của cái vườn, những thứ đó đã từng xảy ra đẹp thôi. Tại sao chị không tin rằng cái nhà mới sẽ lại có một cái vườn đẹp hơn, sẽ lại có những ký ức lộng lẫy hơn? Tại sao chị không tin rằng ở cái nơi mới này không chỉ tốt cho chị mà còn tốt cho chồng chị, cho gia đình chị, cho những gì đang diễn ra? Bởi vì chị không phải là chị không lưu luyến và rời đi mà không thương cái nhà cũ, mà bởi vì chị thương cái nhà cũ đủ rồi, và chị nghĩ là nhà cũ nó cũng thương chị đủ. Nên đây là cái lúc mà chị nên rời đi, không có luyến tiếc gì, để mình có thể thoải mái ở trong một cái nhà mới. Và khi mà mình kể về cái nhà cũ sau này, mình sẽ nói là tôi đã từng ở một cái nơi rất là đẹp trong ký ức của tôi. Chứ mình đợi mình ở tháng thêm 10 năm nữa, em bé được 10 tuổi và chật chội, lúc đó mình chỉ có khó chịu với nhau thôi. Mình chỉ nói là tại sao lúc đó tôi không chuyển nhà nhỉ? Tại sao cái nhà này bây giờ nó khó chịu, nó nhiều đồ và nó mệt mỏi như vậy? Thì có phải mọi ký ức đều biến mất không? Không biết là chị Hà Trinh thấy thế nào, nhưng mà em thấy là ngày nay thì người trẻ có xu hướng là sợ yêu. Họ thường núp dưới và bọc đó là tôi không cần yêu. Theo chị đây có phải là một cái điều nguy hiểm không? Chị mới vừa viết cái bài này ở trên Facebook của chị luôn á. Bài thơ đúng không? Ban đầu chị mới viết bài thơ mà chị cảm thấy lai láng quá, cái chị viết thành nguyên một cái suy nghĩ, một cái nhật ký luôn em. Em có muốn chị đọc cho em nghe không? Có ạ. Vậy Liêu Hà Trinh sẽ đọc tặng mọi người. Nếu mà mọi người nghe vào buổi đêm á, nó sẽ giống như là một cái câu chuyện được kể. Và hy vọng là mọi người sẽ rơi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Bao quanh tôi là những người không biết cách yêu. Nói đâu xa xôi, tôi cũng là một phiên bản méo mó, chưa thông vạn điều. Tôi và họ ý thức được mình yếu kém, nên cách chúng tôi chọn thường là tự sống, tự chiêu, không yêu ai mà cũng chả cần ai yêu. Không cần nhận thì chẳng phải cho quá nhiều. Đâu đó thỉnh thoảng chúng tôi nhận ra những người hạnh phúc ở ngoài kia phát ra thứ ánh sáng rất kỳ quặc. Nó hững hờ và chớp tắt ngắn hạn như hào quang trên sân khấu. Nó chỉ đường cho chúng ta thấy một phần quang minh vừa đủ để mình an tâm thay cho câu trả lời. Bạn ổn chứ? Như cách chúng ta chọn đăng chiếc ảnh đại diện xinh nhất, những suy nghĩ thông thoáng mạch lạc nhất, những chuyến đi tươi mát và những điều có lợi nho nhỏ. Một phần thôi. Ở ngoài rìa sự thật đó, nó vừa là sự thật mà cũng vừa vặn suýt rơi khỏi cái tôi chênh chao đang vẫy vùng đường hiểm trọn. Cả phần lung linh của ảnh đại diện mới, cả phần nhếch nhác của những ngày muốn tụt phấn trôi, cả những chuyến đi để tận hưởng, cả những chuyến đi để chạy trốn, cả những ngày vui, cả những ngày buồn, chả thèm bận tâm đến thân phận. Trong cốt lõi ai cũng có và cũng cần phần tối, như cây cần đất, cần phân và cần giun, cần côn trùng, như ta cần đứng, cần ngồi, cần té, cần lăn, một cách chủ động hay bị động. Chúng ta vượt qua yếu đuối khi vẫy vùng với vùng đất cô đơn linh thiêng của mình trong mọi trạng huống đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Vừa rất can đảm tìm tòi phát quang bụi rậm tăm tối trong tâm trí, vừa nâng niu khai thác thứ ký ức nguyên mãn được kế thừa từ sai lầm thế hệ trong quá khứ, Rồi cố gắng không cuốn vào bản ngã và bắt chước ba mẹ, lặp lại những lối mòn yêu thương cổ lỗ một cách cẩn trọng như người sợ lây nhiễm virus Covid từ thân chủ cho người vô tội khác. Cứ như thế, chúng ta vừa can đảm, vừa khai thác đập phá chính mình, vừa cam chịu nhận chỉ trích hèn nhát và yếu đuối từ bên ngoài vì chẳng dám yêu. Cũng đúng thôi, kẻ bệnh sao dám liều bước ra thế giới tươi xanh ngoài công viên để hòa nhập cùng những cơ thể khỏe mạnh hồn nhiên một cách bất chấp, dẫu họ thèm điều đó. Vì họ biết, thứ nhận lại sẽ là hậu quả lớn hơn. Khi một trái tim không khỏe cố đèo bồng kết nối sâu sắc cùng những năng lượng dư đường ào ạt tích cực, nó sẽ thiêu rụi họ. Hoặc ngược lại, sẽ vô tình đầu độc số đông như cách kẻ ác phá rừng, ngang sông, lấp suối. Mà họ không chọn cái ác, nên phần đông sẽ rút vào phòng và tự dọn dẹp chính mình. Xin đừng trách những người yếu đuối, xin đừng trách những kẻ cô đơn kinh niên. Khi bạn đã học giỏi môn yêu, sẽ hiểu ra nhiều điều, như rằng bình yên chưa chắc là hạnh phúc với những kẻ phiêu lưu còn cuồng chân, và hòa nhập chưa hẳn đã thích hợp lúc này cho những ai chưa chữa lành sự rách bươm từ chính họ. Hãy thương và hiểu cho nhau trước, để cùng dìu dắt nhau qua môn học yêu tưởng đơn giản mà phức tạp, tưởng của riêng tim mà hóa ra của tổng thể thân tâm trí, tưởng rất sai lầm mà hóa ra an lạc. Hãy cho họ thêm thời gian quan sát, học hỏi, bắt chước. Mà nếu tốt lành, mắt sáng, bạn có thể làm mẫu cho những người đang quờ quạng trong yêu. Can đảm lên nha, những người bạn tưởng mình biết và không biết cách yêu của tôi ơi. Đó, hết rồi. Đó là những gì chị suy nghĩ trong buổi chiều ngày hôm nay chị viết ra đó. Em vẫn đang yêu. Còn nữa không chị? Tiếp đi chị. Hết rồi. Mốt anh mua sách yêu đọc đi. Dạ. Mày mốt á, Nam vô Sài Gòn, chị gửi cho em một cuốn sách nha. Nhưng mà mình phải viết xong cái đã. Em nghe bài thơ của chị thì em lại nhớ đến câu mà lần trước chị nói với em ấy. Tức là liệu là em có chắc là những cái lời nhận xét của đối phương họ sai bây giờ, em có chắc là sai không? Hay là 10 năm sau em nhìn lại có khi lại đúng. Không biết là cái bài thơ này chị Trinh đã viết vào thời điểm nào? Đây là cái tùy bút. Tản văn. Không phải là một bài thơ, nó là tản văn. Nó giống như một cái nhật ký vậy, nó nốt lại những dòng suy nghĩ của mình bất chợt đấy em. Nó tầm khoảng vài trăm chữ thôi. Còn bài thơ thì ngắn hơn nhiều. Em thích thơ, chị đọc thơ cho em nghe. Nhưng ý ở đây á, tại vì em hỏi chị những người sợ yêu á, giới trẻ bây giờ nhút nhát á, thì có phải là lỗi của họ không? Họ có phải là nạn nhân của thế hệ không? Thì chị trả lời nguyên cái tùy bút cho em xem đó. Đó là giai đoạn mà họ cần phải trải qua, giống như cách mà tụi mình khi còn trẻ vậy đó. Cách em lúc trẻ và cách chị lúc trẻ, cách của ba mẹ mình hồi trẻ cũng đều có những cái struggle, cũng đều có những cái khó khăn, những cái cắt cớ tương tự ấy. Nhưng mà mỗi thế hệ giải quyết theo những cái công cụ khác nhau thôi. Giờ người ta coi TikTok để phân tâm. Hồi đó thì mình sẽ lái xe chạy vòng vòng thành phố, ra cầu Long Biên uống lon bia, đúng không? Ba mẹ của mình thì khổ hơn, không có mạng internet, không có bia, không có đi chơi được, thì họ chỉ biết lấy chồng lấy đại người ai đó, lập gia đình đại trong cái thời trẻ tuổi á, để quên đi một cái điều gì đó mà không phải là ước mơ của họ. Thì mỗi thế hệ đều có một cái sai lầm, mỗi thế hệ đều có cách giải quyết riêng, đều có những cái nỗi khổ riêng của mình. Mà cái tùy bút của chị viết ra nó không phải một bài thơ, nó chỉ mong muốn là bản thân mình thấy người ta bị đau khổ trong tình yêu của mình có cười tới mình bây giờ á. Và mình cũng đừng có nghĩ là mình biết cách yêu hoặc là mình không biết cách yêu. Mình chỉ đang ở trong cái kén cần thiết để chờ ngày hoa bướm thôi. Mình chỉ đang bị nhiễm bệnh thôi. Mà cái người bệnh thì có nghĩ được cái gì tốt đâu, họ chỉ mong họ khỏe nhanh thôi. Họ còn chưa chữa lành được sự rách bươm của chính mình nữa. Nên nếu mà mình khỏe hơn người ta, mình nhìn thấy thấu hơn á, thì mình giúp người ta đi, mình làm người ta vui hơn đi, mình làm thế giới họ nó quang đãng hơn. Chứ mình đừng có cười người ta, tại vì mình chưa chắc sẽ có một cái trải nghiệm tốt hơn về sau này khi mà cái may mắn của mình hết đâu. Chị có là người chủ động đi tìm tình yêu không? Có chứ em, có nên chị biết quẹt Tinder ra. Anh Khoa là chồng chị bây giờ đó. Chủ động chứ. Trước đấy thì vẫn là chị chủ động đúng không? Chị phải luôn chủ động, chị thích ai là chị tấn công, chị phải tìm tòi, chị phải nắm bắt cơ hội hẹn hò với người đó. Và chị chưa bao giờ nghĩ điều đó là sai hết. Chị có nghĩ là trong câu chuyện của anh chị nó có một yếu tố là may mắn không? Cái mối quan hệ của anh chị hiện tại có hàm chứa sự may mắn. Và em biết là chị cũng trải qua rất nhiều mối tình, thì em tạo dùng một từ là phó mặc cho Tinder. Đó có phải là sự tuyệt vọng không? Trong may mắn có tuyệt vọng và trong tuyệt vọng có may mắn. Nó là tất cả những gì em nói, em đã diễn tả rất chính xác. Đôi khi chúng ta thích vậy đó, mình phó mặc. Mình hết đường rồi. Mình nghĩ là mình hết đường ở trong lúc mà 24 tuổi thôi. Qua tuổi 25 mình có đường mới thì sao? Nhưng mà đó là cái suy nghĩ chớp nhoáng trong những ngày mà chị cảm thấy cô đơn trong thành phố, những ngày Giáng sinh, không có ai nói chuyện. Chị phó mặc cho một cái cách thức mới. Nhưng chị không phó mặc cái trái tim của chị cho một người nào đó tùy tiện. Vì rõ ràng đêm đó của chị uống vài ly, nhưng mà ai về nhà nấy và cũng không định gặp lại nhau. Đã. Cho đến khi tụi chị trò chuyện ở trên mạng rất nhiều lần giữa Hà Lan và Việt Nam qua vài tháng trời, thì chị mới bay qua bên Hà Lan để mà thăm anh và thăm gia đình anh. Lúc đó là hai cái sự chủ động gặp nhau và cái sự kiên nhẫn này, cái sự may mắn này nó có, nhưng mà chị tin vào cái công thức may mắn là cơ hội cộng sự chuẩn bị hơn. Trước khi mà đến cái bước cuối cùng là thử vận may với Tinder, thì chị có yếu tố hoặc chị có cái tiêu chí nào cho cái người chồng tương lai của mình không? Nhiều tiêu chí lắm em ơi, nào là phải yêu mình, phải thương mình, phải lo lắng cho mình, phải đẹp nữa, để cãi lộn mỗi lần nhìn mặt chồng mình sẽ cảm thấy nó thư giãn hơn. Thật luôn. Phải có gen tốt, phải chân dài, phải vai rộng, biết chơi thể thao, phải là cái người có thể dựa dẫm được. Trời, bao nhiêu là cái tiêu chí. Thế hóa ra chị cũng mơ mộng phết đấy đúng không? Tuổi trẻ mà, được mơ thì mình cứ mơ cao lên. Bây giờ còn thấy không? Bây giờ thì lấy chồng rồi, mình phải chấp nhận thực tế là anh ấy ăn nhiều hơn mình nữa, đôi khi anh ấy sẽ tăng cân, đôi khi anh ấy sẽ hết đẹp trai nữa, anh ấy sẽ cáu kỉnh, anh ấy sẽ vội vĩnh, anh ấy sẽ là một đứa trẻ không thể nào hiểu mình được. Mình phải lo cho anh ấy, mình phải yêu thương anh ấy, mình phải chăm sóc anh ấy và nâng niu anh ấy nhiều hơn là anh ấy nâng niu mình. Nó là một cái sự trao đổi và phát triển. Nó không phải như mình kỳ vọng nữa đâu. Mà đôi khi chính vì chị không kỳ vọng nhiều nữa mà chị lại nhận được rất là nhiều thứ chị cảm thấy khá là hài lòng. Thì đối với chị điều gì mà lôi cuốn nhất ở một người đàn ông với cái góc nhìn của người trưởng thành nhé? Điều lôi cuốn nhất của người đàn ông là sự quan tâm của anh ấy. Cái này rất là nhiều topic để có thể nói này. Quan tâm như thế nào? Quan tâm theo cách nào? Quan tâm của anh ấy là anh ấy đặt cái thế giới quan của mình ở trong trái tim á. Anh ấy biết là mình sẽ đói vào lúc nào, mà anh ấy sẽ đi làm về và sẽ mua cho mình đồ ăn để hai người cùng nhau ăn vào đúng giờ trưa. Anh ấy biết là mình sẽ mệt và anh ấy sẽ dành việc nhiều hơn để làm việc, để mình có thời gian để mình nghỉ ngơi. Anh ấy biết là mình không thích cái điều gì để anh ấy không lặp lại điều đó nữa. Anh ấy biết là cái sự tự ái của mình nó có lý do, cái nỗi buồn hoặc sự im lặng của mình nó có sự góp phần của ảnh, và anh ấy biết cách để mà mình có thể cùng nhau kết nối lại, không có mất nhau. Chị tin là cái sự quan tâm caring nó rất là quan trọng. Nó quan trọng hơn một cái người đàn ông bóng bẩy, thơm tho, cao to, đẹp mã, giàu có, hào quang lấp lánh, nhưng mà như một bức tượng vô tri và không đặt một chút xíu suy nghĩ gì về phía mình. Cũng giống như là mình đang giữ một con búp bê thôi. Với tất cả những cái tiêu chí đó thì đối với chị, cái người đàn ông có nhất thiết là phải thỏa mãn tất cả những điều đó đối với người phụ nữ của mình yêu không? Chỉ một sự quan tâm thôi mà. Nó phải là tất cả đúng không em? Nhưng ý là cái sự quan tâm đó nó có được thể hiện ra bằng cách là cái người đàn ông đó phải thỏa mãn được tất cả những nhu cầu của người phụ nữ để chứng minh là tôi đang quan tâm cô thật, hay là chỉ cần một số những thỏa mãn nhất định nó sẽ có ranh giới và giới hạn không? Thật ra đây là một câu hỏi gây áp lực cho đàn ông lắm. Sự quan tâm nó còn tùy thuộc vào biên độ, mức độ mà từng người phụ nữ mong muốn. Có người muốn quan tâm 24/24, có người cũng chỉ muốn được quan tâm một chút xíu mỗi ngày khi họ đi làm về mệt thôi. Họ muốn được tự do cả ngày. Họ chỉ cần quan tâm cái khúc lên giường ngủ và chào nhau, ôm nhau một cái thôi, tùy vào cái biên độ nữa. Nên chị nghĩ là để tránh trường hợp hiểu lầm mà suy diễn á, mình cứ hỏi thẳng nhau đi trong mối quan hệ. Em thích sự quan tâm như thế nào? Các bạn trẻ, em nghĩ là có một cái câu mà nó không còn cũ nữa, đấy là gió tầng nào có mấy tầng đó. Đối với chị là một người đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm trong quan hệ tình cảm, câu này được chị hiểu theo ý nghĩa như thế nào? Là những người có cùng cái thế giới quan, cùng chung trải nghiệm về cuộc sống á, họ sẽ dễ chia sẻ và kết nối và thông cảm, đồng cảm với nhau nhiều hơn. Nó giống như việc mà mình nói về vấn đề đó, người ta chưa có trải nghiệm nhưng người ta lập tức có thể thấu hiểu trước, vì người ta có cùng cái tầng suy nghĩ với mình, cùng cái tần số với mình, chứ không phải là môn đăng hộ đối nha. Em sẽ gặp trong những cái bộ phim á, có những người rất là giàu gặp những người không có điều kiện nhiều như mình, nhưng họ lập tức dính lấy nhau, họ lập tức kết nối với nhau, tại vì họ tìm thấy được cái điểm chạm, họ tìm thấy được cái nỗi khổ nó tương đồng tần số, họ tìm thấy được cái cách giải quyết đơn giản mà họ mong muốn. Thì cái mà gió tầng nào gặp mây tầng đó là cái tầng ý thức và tư duy, cái tầng năng lượng nó gặp nhau. Tại vì gió với mây nó bay lên mà, chứ nó đâu phải là cái đo bằng vật chất đâu. Người ta cứ nghĩ là người đó phải đi học, cùng đi du học về mới hiểu được nhau, hay là mình phải cùng nhau tốt nghiệp đại học, cùng nhau làm lương trên mấy chục triệu đó một tháng thì mới có thể nói chuyện tương đồng tiếng nói. Nhưng mà cũng có những người cùng chung đẳng cấp họ vẫn chia tay ào ào mà. Còn có những người khác biệt giai cấp họ vẫn gắn bó với nhau, khác biệt thế hệ, tuổi tác rất là cách xa, họ vẫn có thể ở bên cạnh nhau. Vậy cái mình có thể nghĩ đến mà chắc chắn thôi là họ cùng tần số, họ cùng nhân sinh quan, họ cùng cách giải quyết vấn đề, họ cùng có sự thấu hiểu, họ có cùng tầng tư duy, và họ chạm được những cái tầng tư duy tích cực ở trong nhau, và họ cố gắng né những cái tầng tư duy tiêu cực bị kích hoạt. Như thế thì quá tuyệt vời rồi. Đã như thế thì họ phải là những người cùng nghiên cứu một vấn đề nào đó để có thể hiểu nhau. Không chỉ bản thân em mà rất là nhiều người, đặc biệt là những bạn nữ trẻ khi mà đang nhìn vào chị thì luôn luôn nhìn với một cái ánh mắt long lanh và sự ngưỡng mộ. Nhiều thành công nào mình cũng phải đánh đổi bằng rất là nhiều thứ. Có những thứ như mình nói trên ấy, đôi khi phải chấp nhận buông bỏ. Với thị Trinh thì trong xuyên suốt cái hành trình sống, chị đã phải đánh đổi những cái gì? Chịu sự tổn thương ra sao để có được Liêu Hà Trinh như hiện tại? Chị thấy nó đâu có phải là sự đánh đổi đâu. Chị thấy nó là sự trao đổi nhiều hơn. Trao đổi. Đánh đổi là em mất luôn. Giống như là người ta hay nói, tôi đã đánh đổi cái tuổi thanh xuân của mình để lấy cái vị trí hiện tại trong công ty. Ủa không, bạn lựa chọn mà, bạn đâu có hy sinh đâu. Bạn đang trao đổi cái thời gian của mình lấy tiền, mà tiền đó cung cấp cho bạn rất nhiều những phương tiện để được thoải mái đi du lịch, để được thoải mái khẳng định cái quyền lực của mình nó tương đồng với những gì bạn mong muốn mà. Bạn đang bỏ cái thứ bạn dư để lấy cái thứ bạn rất thiếu. Đây là một sự trao đổi phù hợp mà. Vậy Liêu Hà Trinh đâu có cái gì mà đánh đổi, thăng trầm gì đi chăng nữa cũng chỉ là bạn trao đổi cái trải nghiệm của mình, mà trong đó nó bao gồm cả niềm vui và cả những lúc không vui, để lấy những cái bài học lớn trong cuộc sống, mà từ đó bạn có thể hiểu sâu hơn về mình, về người khác, về tình yêu. Bạn sống một cái cuộc đời nó có nhiều màu sắc và nhiều góc cạnh hơn để bạn viết. Bạn thấy nó có xứng đáng không? Nếu mà xứng đáng thì mình deal, mình bắt tay. Cái quyền lợi của bạn được thỏa mãn không? Thì chị đã bắt tay với rất là nhiều những cái lần trao đổi kinh nghiệm như vậy. Chị thấy không có gì là đánh đổi hết. Ngay cả những vết thương trong những chuyện tình cảm, nó chả là gì. Những cái chuyện mà sụp đổ kinh doanh, mất tiền, không là gì hết. Hoặc là những cái việc mà bạn bè mình không hiểu mình, quay lưng với mình, gây tổn thương lớn với mình, mất mát người thân. Tất cả là những cái sự trao đổi của số phận, để mình phải nhận ra điều gì đó, mà từ đó nó là hành trang cho mình đi tới chứ. Vậy thì cái sự trao đổi của chị trong quá khứ, phần vui, phần buồn, phần nào nhiều hơn? Có thể là chị hơi bị lạc quan thái quá đấy. Chị có cảm giác là không có cảm nhận được cái ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn. Đôi khi mà vui quá hóa buồn đó em. Sống ai mà lành lặn mãi. Mà có những cái lúc mà mình thấy nó nghịch cảnh hay là nó éo le đó, chị lại thấy bây giờ nhìn lại nó đúng là một trải nghiệm thú vị. Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ 2 của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Chị đã từng nói với em đó là khi mà chị nhìn thấy một vấn đề nào đó thì chị sẽ thường nhìn vào cái mặt tối của nó trước. Điều đó nó dẫn đến một phần là trong vai các bài thơ, các bài viết, tản văn của chị thường chứa một phần sự u tối. Cũng trong cái phần chia sẻ đó, chị có nói là mình yêu bản thân, khá ích kỷ và thừa nhận hết phản hồi về mình. Có khi nào chị xả chúng ra không? Khi mọi thứ nó đã quá tải và ngột ngạt thì chị có bị mất kiểm soát không? Và chị sẽ làm thế nào để những cái tiêu cực đó nó không nuốt chửng mình? Chị sẽ làm thơ. Chị sẽ nói ra. Chị sẽ thu âm. Chị sẽ post những cái đoạn tâm sự ngắn ngắn lên trên TikTok. Chị sẽ hơi ích kỷ bằng cách là không biết có ai giống mình không, nhưng chị sẽ nói ra cái điều đó. Chị sẽ không giữ lại cho mình. Chị sẽ giải tỏa năng lượng đó. Tức là người ta thường nói là vấn đề của mình cũng là vấn đề của người khác ấy. Biết đâu là những cái chia sẻ của chị lại đồng cảm được với nhiều người thì sao? Thì nó lại không phải sự ích kỷ nữa đâu, đúng không? Tại vì đâu có phải ai cũng muốn nghe tâm sự riêng của em đâu. Đó. Đó là suy nghĩ một chiều của mình thôi. Tại vì chị đã nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn là ở đây là trường hợp của em là chị làm thơ về bài trường hợp này đi. Nhưng mà chị đã không làm. Tại vì chị suy nghĩ đơn giản là chị không hiểu bạn. Và chị không phải là người viết thuê tâm sự của người khác. Thì đó là sự ích kỷ đó. Chị chỉ viết những gì chị muốn viết thôi. Chị không phải là kẻ viết thuê. Nói đến sự ích kỷ thì em lại nhớ đến bài học mà chị đã nói với em. Tại sao chúng ta lại đứt kết nối? Sau cùng thì em được biết đó là phản ứng, là sự thấu cảm, là cách hành xử, quan tâm từ những cái điều nhỏ nhặt mà đôi khi là những người trẻ như em chưa đủ tinh để nhận ra. Chị làm em cảm thấy bản thân mình thấy xấu hổ vì đã đòi hỏi quá là nhiều. Ích kỷ là tất nhiên là một cái từ tiêu cực. Cái từ tích cực của nó là nghĩ nhiều đến bản thân, yêu bản thân là từ tích cực. Còn cái từ ích kỷ nó là một cái sự đi xa so với cái giới hạn của yêu bản thân, là chỉ nghĩ đến thế giới quan của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác và không quan tâm đến quyền lợi của người khác, chỉ nghĩ đến nghĩa vụ của họ thôi. Thì nó có giống cái cảm giác khi mà chị viết thơ không? Nó cũng tương đồng như vậy. Đó là việc yêu bản thân mà mình viết. Mình thương bản thân mình lúc đó với nhiều cảm xúc ào ạt mà mình viết. Nhưng mình đã không nghĩ đến là xa như vậy. Liệu có ai bị tổn thương khi đọc những dòng này không? Liệu những cái người mà họ chia sẻ thơ của mình, họ sẽ rồi giải quyết được chuyện của họ chứ? Mình không trực tiếp chịu trách nhiệm được cho cuộc đời của những độc giả có thể đã lấy mình làm gương. Mình đã không thật sự tham gia vào cuộc đời của họ. Và mình cũng không nhất thiết phải tham gia vào cuộc đời của họ. Vì như chị nói, mỗi người đều có một cái flow, một cái dòng chảy riêng mà họ phải tự trải nghiệm chính mình. Đó là lý do tại sao mà chị rất là hiếm khi tư vấn tương tác vào cái câu chuyện tình cảm của người khác. Ngoại trừ talk show Tự Tình Lúc Không Giờ. Vì chị nghĩ mình không có quyền can thiệp. Mình cũng không có bằng chuyên gia tâm lý. Mình không thể nói em tiếp tục hay em dừng lại. Họ phải có cái trải nghiệm của riêng họ. Cái sự xấu hổ mà em vừa nói đến ở trên với chị, tức là nó nói về cái sự ích kỷ của em khi mà em cố gắng, tức là cái sự kết nối. Tại sao chúng ta lại bị đứt kết nối? Phải chăng là em đang mưu cầu quá nhiều vào đối phương để cố gắng là giữ lại cái kết nối đó mà như chị nói đấy, tức là không để ý đến cái cảm xúc của họ. Thì đó là cái ý mà em muốn nói. Chị hiểu mà. Tại vì sự kết nối nó cũng phải bắt nguồn từ chuyện là quyền lợi trao đổi của mình là cái gì nữa. Giống như lần trước chị cũng có nói với em là nếu như mà chúng ta làm bạn thì bạn với bạn không mưu cầu nhiều, chỉ có mưu cầu thời gian, những cái cột mốc quan trọng bên cạnh nhau thôi. Nhưng nếu chúng ta là đối tác thì chúng ta phải có quyền lợi cho nhau chứ. Chúng ta phải công bằng với nhau. Và những gì tôi bỏ ra và những gì tôi nhận lại nó phải tương xứng như hợp đồng đã nêu, không thể sai lệch đi một ly. Và nếu mà chúng ta là người yêu hoặc là gia đình thì cái yêu cầu của nó lại càng phải gắt gao hơn nữa, càng phải kết nối chặt chẽ hơn nữa, và quyền lợi nó càng phải rõ ràng, nó phải sâu sắc hơn, đúng không? Như chị nói thì em thấy là làm bạn nó khó quá. Giống như kiểu là em nghĩ là trước khi mà chúng ta bắt đầu một mối quan hệ lâu dài hoặc là làm bạn với nhau ấy, thì thường là sẽ bắt đầu từ công việc. Phải chăng là trong thế giới hiện nay, cái từ quyền lợi chị nói lúc nào nó cũng phải hiện diện, nó cao hơn tất cả những cái thứ khác, cái nhu cầu thật sự của mình. Hồi nhỏ em đi học em cũng quyền lợi mà. Cái quyền lợi của em được chơi với các bạn là em được công nhận. Em được có ai đó chơi với em được ai đó chỉ bài, hoặc em được có một cái nhóm nào đó em thuộc về, em không có bị tẩy chay. Thì em chơi với bạn rõ ràng hồi xưa cũng có mục đích mà, em cũng mưu cầu niềm vui chứ bộ, chơi với nó chán chơi làm gì, đúng không? Thì rõ ràng là mình đâu có từ chối cái chuyện quyền lợi đâu, mình thấy cái quyền lợi nó tốt mà, mình phải biết mình muốn cái gì, mình cho người ta cái gì, người ta cần quyền lợi gì. Thì trong tình bạn hay là trong chuyện tình yêu và đối tác cũng đều như vậy thôi. Mà cái chị đang muốn nói ở đây, nếu mà làm bạn khó quá, làm người yêu khó quá, làm đối tác khó quá, thì mình nghĩ đơn giản như lúc chị nói ban đầu về cái khách mời talk show, mình làm người lạ đi, nhưng mà là người lạ tử tế. Người lạ tử tế họ dễ có thiện cảm với nhau. Giống như bỗng nhiên có một ai đó giúp em mở cái cửa xe, hoặc là kéo cái ghế cho em, hoặc là đỡ em không có té một cái accident, một cái tai nạn bất chợt, em sẽ cảm thấy ô, hôm nay tôi gặp một cái người tốt lắm. Em đâu có quan tâm tới chuyện người ta từng làm những tội lỗi gì, hoặc là người ta có sẽ làm bạn với em lâu dài không, nhưng mà ấn tượng của em về người đó rất là tốt. Vậy thì đơn giản quá trời, chỉ cần một hành động nhỏ thôi, một cái ấn tượng tốt ngắn ngủi thôi, em cũng đã có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của em trong khoảnh khắc rồi, đúng không? Đã bao giờ chị tự hỏi đó là mình thật sự là người như thế nào? Tôi là ai? Liêu Hà Trinh là ai chưa? Chị hỏi mỗi ngày. Chị đã bao giờ chị tự vấn tâm mình là những câu hỏi về việc mình thực sự là người như thế nào? Đâu mới là bản thể thật của mình chứ? Chị thích câu hỏi này. Chị cũng đã hỏi mình mỗi ngày. Còn riêng em có hỏi bản thân mình rồi em có tìm được câu trả lời bao giờ chứ? Tại sao mình lại phải có nhiều bản thể? Tại sao mình lại phải có nhiều nhân cách? Tại sao lại không thể có một nhân cách? Tại sao mình cứ phải băn khoăn về việc tìm ra một cái bản thể duy nhất vậy? Em có bao giờ nghĩ là khi em trả lời câu hỏi tôi là ai á, em sẽ cho ra rất nhiều câu trả lời mà không có câu trả lời nào đúng hoặc tất cả đều đúng không? Tại vì cuộc sống này nó quá nhiều những tình huống mà mình phải đối mặt, mình phải diễn đạt, mình phải phản ứng, mình phải linh động, mình phải hòa nhập. Và nếu như em chỉ có một món vũ khí hoặc em chỉ có một con người thôi và một cái cách ứng xử cứng nhắc, thì làm sao mà em có thể luôn lách vào như một dòng nước được chứ? Nếu mà là dòng chảy chỉ có để dạng rắn thì làm sao mà có thể chảy qua được những khe nhỏ nhất? Làm sao có thể đổ từ trên cao xuống rồi sau đó lại ngấm vào trong đất, rồi sau đó lại bốc hơi lên, rồi thành mây, rồi thành mưa, rồi quay trở lại tách trà của em, rồi quay ngược trở lại dòng sông đó chứ? Nếu mà dòng sông không linh động, nước không có thể linh hoạt, thì làm sao nước là nước chứ? Chị tên là Liêu Hà Trinh, thì bản chất ở trong cái tên của chị nó là định hướng cho chị phải làm gì trong cuộc sống của mình rồi. Một dòng nước, Hà Trinh là dòng nước trong, Liêu là liêu trai chí dị, là nó mơ mộng và nó có nhiều cái suy tưởng. Nên bản thân của những người khác và định hướng của họ chị không rành, nhưng chị chắc chắn chị mong muốn là một dòng chảy êm đềm, một dòng chảy linh động, đi qua những cái ngã rẽ khác nhau trong cuộc sống mà vẫn giữ cái tâm mình nó bình an và mang tới cái sự tưới mát cho mọi người. Không biết đó có phải là sự chữa lành không, nhưng chắc chắn nó phải tạo được một cái sự vỗ về nhất định, một cái nguồn dinh dưỡng trong lành thuần khiết nhất để cây nó có thể phát triển, để sa mạc được tưới mát, và để những cái gì khô cằn nhất á, nó tìm được cái sức ẩm riêng, và từ đó sự sống nó mới phát triển được. Thường thì cái sự kiện nào trong cuộc đời chị khiến chị cảm thấy mình bị trầm cảm nặng nhất? Chị nghĩ là làm việc quá nhiều. Càng làm việc nhiều càng khiến chị đi xa cái mục đích ban đầu của chị là sống để trôi, sống để ngấm, sống để tưới tẩm. Mà cũng giống như những người khác thôi. Đôi khi á, mình nghĩ rằng vật chất mình có càng dư càng tốt, mình có thể cứu lại những cái ngày mà mình bơ vơ nhất, mình mệt mỏi nhất, mình bệnh hoạn nhất, mình không có sức khỏe. Nhưng ngược lại, càng làm nhiều thì càng đưa mình đến gần cái ngày đó nhất. Theo chị, vượt qua trầm cảm mạnh mẽ hơn hay là đối diện và đi qua nó mạnh mẽ hơn? Theo em thì sao? Em là người đã từng ở sang Sơn Đồng mà. Khó quá. Khó nên em mới hỏi chị. Vì đâu phải lúc nào cũng biết hết tất cả câu trả lời đâu Nam. Em thấy là đi qua nó sẽ mạnh mẽ hơn. Sao em biết em đã đi qua nó rồi? Có ai trong chúng ta thoát được cái bóng của mình đâu. Em chỉ đi qua nó vào buổi trưa thôi. Chị nghĩ là nó chỉ tạm ẩn thôi em. Giống như là em đi qua mặt trời. Ở trên đầu thì cái bóng em ở dưới đáy chân. Em tưởng là em không có cái bóng. Nhưng về đêm á, em sẽ thấy cái bóng em nó to dần lên. Em sẽ không thể chắc chắn là mình đã đi qua được cái gì đó chưa đâu. Cho đến khi em gặp lại nó. Như cái lực mà chị đang trải qua, với tư cách là một người có thể nói là nổi tiếng trong giới chuyên môn nói riêng và showbiz nói chung, thì sau khi mà chị có em bé rồi thì chúng sẽ được thay đổi và chuyển hóa nó như thế nào? Chị nghĩ sự tiếp nối nó là câu trả lời cho tất cả. Từ những cái đống tro tàn, từ phân, từ đất, từ những điều tăm tối nhất á, thì mình mới có thể có điều kiện tốt cho hạt giống nó trưởng thành thành một cái cây. Nên là người ta hay tách ra là phần thiện, phần ác. Nhưng chị nghĩ đôi khi có những cái suy nghĩ nó đen tối, nó không có đúng, nó diễn ra là để dẫn đường cho những cái điều đúng đắn hơn xuất hiện. Nên mình không nhất thiết cứ phải lúc nào cũng chê trách, bài trừ, phải là tinh khiết 100% thì mình mới đang sống tốt. Mà cái người mạnh mẽ nhất là cái người nhìn thấy được sai lầm của mình trong khi mình đang sai lầm, để họ sửa chữa cái sai lầm đó. Chị sẽ để mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên. Chị thích chữ tự nhiên. Vậy thì kế hoạch cho cái sự phát triển của em bé sau này của chị sẽ để cho nó tự nhiên hay không? Hay là sẽ theo một quỹ đạo nhất định? Tự nhiên ở đây không phải là bỏ mặc. Còn nếu mà theo quỹ đạo nhất định thì không phải là tự nhiên. Tự nhiên ở đây á, nó giống như cách thế này nè. Là mình sinh ra đứa bé có trước thì mình mới thành cha thành mẹ. Mình cũng bằng tuổi với đứa bé về cái trải nghiệm làm cha mẹ và cái mối tương quan giữa con cái và cha mẹ. Thật ra không phải là mình đang dạy con cách trở thành một con người như thế nào, mà là con đang dạy mình cách để trở thành một người như thế nào. Tất cả những gì mà những người cha mẹ đã làm trước chị, họ phải học lại từ đầu. Về việc làm sao để dưỡng thai 9 tháng 10 ngày, làm sao để làm việc, để có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ, làm sao để nuôi dạy đứa trẻ này từ những giai đoạn khác nhau, từ 0 tuổi cho đến 6 tuổi, từ 6 tuổi đến 12 tuổi, rồi từ giai đoạn dậy thì và trưởng thành. Mỗi người đều đang học từ những cái người mới xuất hiện. Và cái giai đoạn tiếp theo của chị cũng vậy. Con cái sẽ dạy cho chị cách trở thành một người mẹ tốt như thế nào, từ những nhu cầu của nó. Và chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta gặp một người sếp mới, một người đồng nghiệp mới, một người yêu mới, một người bạn mới, họ sẽ dạy cho chúng ta một cách ứng xử hoàn toàn mới với một thế giới quan mới. Còn nếu mình vẫn cứ giữ cái tư duy cũ của mình để mà mình ứng xử với cái sinh vật mới đó, với cái thế giới vũ trụ mới đó, thì mình vẫn sẽ nhận lại những kết quả như cũ mà thôi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi kinh điển của Ba Chấm cuối mỗi tập interview podcast, nhưng mà em đọc lại câu này em thấy nó hơi sai với chị. Thì chị có muốn em đổi sang một cái câu hỏi khác nó phù hợp hơn không? Hay là sẽ vẫn hỏi câu hỏi cũ? Em cứ hỏi đi. Nghe xong chị không được phép dỗi em rồi nhá. Nếu một ngày chị không còn có mặt trên cõi đời này nữa thì chị sẽ mong muốn để lại điều gì? Ồ, đây là cái câu hỏi hay đấy. Nhưng mà sao người ta cứ né tránh cái câu hỏi xui hả? Chị thấy nó rất là bình thường. Tại vì em thấy sao hoàn cảnh của chị đang mang bầu mà hỏi câu này nó hơi bị vô duyên của gì. Chị không muốn để lại điều gì hết. Tại vì để lại một cái điều gì có nghĩa là từ tư duy cho đến tinh thần, cho đến một điều chánh niệm, cho đến một điều tốt, mình cũng không chắc đó là điều tốt cho thế hệ sau. Chị sống tốt cuộc đời này. Và khi mà chị biến mất đi rồi á, ngoài cái di chúc chị để lại, những thứ hữu hình cho những người liên quan á, thì chị mong là trong ký ức của họ chỉ có những kỷ niệm đẹp thôi. Họ đừng nên nặng lòng phải đi theo một cái suy nghĩ, một cái tư duy, một cái bóng hình nào đó, một cái bóng ma trong quá khứ. Họ sẽ bị so sánh, con cái thì bị nói là tại sao con không giống mẹ hồi xưa, hoặc là cái thế hệ này tại sao không giống thế hệ của những người đi trước như là ABC. Chị cảm thấy thế hệ nào cũng đang làm tốt cái điều của mình. Ai cũng muốn để lại di sản. Nếu mình có thể làm được điều đó thì quá tốt. Di sản của mình có thể là những công trình nghiên cứu, có thể to lớn như vậy, hoặc có thể thật nhỏ như là một đứa con. Và từ đứa con đó, nó sẽ đẻ ra những đứa con khác. Và cái thế hệ đó lại tiếp tục cùng với những đứa con khác của những nhân vật khác, lại tiếp nối và làm cho cái trái đất này nó quay một cách có ý nghĩa. Nên chị mong là mình không tự áp đặt mình là phải để lại một di sản lớn lao, và mình quên đi cái phần sống nhỏ nhặt có ý nghĩa mỗi ngày cho những cái người quan trọng trong đời mình. Em nhớ chị đã từng nói với em đấy là cảm ơn em đã khai thác chị. Thực sự đây là một câu nói em nghĩ lại sau này nó là một sự tinh tế, và nó đã giải phóng em khỏi cái áp lực vô hình rất là nhiều. Là một điều rất là chân quý. Liệu có phải là cái điều mà mình, cái sự muốn được khai thác đó, nó là cái khao khát chia sẻ của mỗi người không? Tất nhiên rồi. Khách mời đến với podcast khi họ đã nhận lời, họ luôn sẵn sàng một tâm thế là mình bị khai thác và được hỏi để được trả lời, để được hiểu, để được kết nối. Và đôi khi họ cũng sẽ tự nhận ra những điều rất thú vị từ bản thân mình, mà họ sẽ cũng không nhận ra là mình đã nói những điều đó, và cũng không nhận ra là tiềm thức của mình đã có sẵn những thứ như vậy. Và những người host là những người cũng rất tuyệt vời, tại vì nếu không nhờ những câu hỏi đó thì làm sao khách mời có cơ hội được bày tỏ chứ. Thật sự là rất là chân quý. Không biết là sau sinh thì chị có kế hoạch comeback nào không? Tất nhiên là sau sinh 2-3 tháng thì chị phải quay trở lại với event, công việc, hội nghị, sản xuất, lập công ty, viết sách, giao lưu, sản xuất chương trình, và trở lại cái guồng quay của chị như chị vẫn thích và vốn dĩ. Và tất nhiên đồng hành với vai trò đó là một người mẹ, một gia đình, một đứa trẻ mới cần được quan tâm. Nó sẽ có nhiều thứ để phải suy nghĩ và để lao vào và dùng thời gian của mình hơn rồi. Show mới, sách mới, Tự Tình Lúc Không Giờ phiên bản khác, hay là sẽ là mùa tiếp theo? Em chờ xem. Vâng ạ, và trong những cái phút cuối cùng này thì chị Trinh, chị còn điều gì muốn nhắn nhủ tới quý thính giả, những người mà đang là fan và sắp trở thành fan của chị sau tập podcast này không? Chị muốn mọi người sẽ thật giàu năng lượng nè, giàu bạn bè nè, giàu những suy nghĩ tích cực nè, giàu thời gian rảnh nè, giàu lòng vị tha với chính mình. Và mọi người cũng sẽ thật chậm, ăn chậm, thở chậm, đi chậm, sống chậm lại, và có một cuộc đời thật là đẹp nha. Vâng. Và các bạn thính giả ơi, tập podcast với khách mời là chị Liêu Hà Trinh xin phép được kết thúc tại đây. Thành thật với quý vị, đó là chưa có tập podcast nào mà để lại cho mình nhiều cái sự quyến luyến như vậy. Thì em cho rằng đây là một trong những xúc cảm đặc biệt của những người viết lách, làm nghệ thuật như chị em mình ha. Chị cũng rất là tận hưởng buổi trò chuyện ngày hôm nay, và chị mong là mình thật là nhiều cơ hội để hỗ trợ các bạn trẻ nhiều hơn, để các bạn có thể cùng nhau làm những dự án mà các bạn mơ ước, khám phá những cái hang động ngầm của các bạn, và kết nối và hiểu thêm với những thế hệ đi trước của mình. Vâng. Và một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn chị Liêu Hà Trinh đã tham gia mùa 11 trên 3 Chấm Podcast với tư cách là khách mời. Em xin chúc cho chị sẽ thật là nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc tràn đầy, và đặc biệt là trong thời gian tới sinh em bé mẹ tròn con vuông ạ. Cảm ơn Nam nha, vô Sài Gòn cứ gọi chị nha. Chúc các bạn khán thính giả podcast 3 chấm, cuộc sống có rất là nhiều dấu chấm 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 để lửng, để cho mình khám phá, để cho mình thở, để cho mình sống chậm lại và khám phá nó, lấp đầy nó bằng bất cứ thứ gì bạn muốn. Podcast 3 chấm ý nghĩa lắm, nên là chị mong mọi người sẽ phát triển thật tốt nha. Bye bye. Ok, xong rồi ạ. Tập này hôm nay thế nào ạ? Ok, chị có thể nói hết được tất cả những gì chị suy nghĩ. Em thấy lúc đầu ấy chị nói mà cái mà em thấy không biết chị có muốn nói gì với em không? Hơi nhột chị ạ. Không có. Em bớt cái đó nha. Có nghĩa là đừng có nhạy cảm. Đấy, em hay bị nghĩ kiểu đấy đấy. Đôi khi nào tất cả mọi người đều suy nghĩ là người ta đang nói về mình. Em hiểu, nhưng mà làm nào thoát ra được thì... Em phải hồn nhiên hơn, ở kiểu là kệ bạn mà nói ai mà kệ nó phải nói mình. Nhưng mà tại sao chị lại nhắc đến câu chuyện này vào Sài Gòn? Thì chị nghĩ là em cũng thích hợp vào Sài Gòn đấy. Yeah. Em cũng có nhiều cái suy tư rất là dễ thương. Cảm ơn chị. trong tập tiếp theo. Ai sẽ là khách mời được mong chờ nhất? Đón ngay 3 Chấm Podcast phát hành lúc 21 giờ mỗi tuần thứ 7 hàng tuần trên YouTube, Spotify, Apple, Google Podcast. Đây là một mối quan hệ đã bị khủng hoảng, do đó nó tác động sâu sắc luôn đến cho và nhận những người thầy và người trò. Cái người mà cho đi mà mở miệng nói về chữ cho đi thì là đã phật cái chữ đó rồi. Ý, ôi tôi đã cho đi rất nhiều trong mối quan hệ này, tôi nhận lại không được gì là tầm bậy rồi. Tức là bạn chưa thật sự cho đi cái gì hết. Bạn vẫn kỳ vọng, bạn vẫn expect một cái gì đã được cho lại. Chữ sòng phẳng sẽ giữ cho xã hội này cho và nhận, mà không ai đòi gì ngoài cái mình đã cho đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3 Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp 3 Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để 3 Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên, vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng 3 Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút chuông đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3 Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3 Chấm Off.